nhau đúng không? Để hướng dẫn cho các cái ông mật chủ các cái mật cùng nhau rồi nha. Cái gì bây giờ chưa biết khảo sát? Cái gì thấy không tự tin? Ngày chưa tự tin, chưa tự tin gì cả. Cái gì cũng không ai tự tin hết hả? Vậy mà đòi điểm cao. Vô tên ha. Thôi mình chọn qua đầu dò đúng không? C là chiếc cơ. Và đầu dò cong. Vô phần abdomino. Còn cổ. General là tổng quát ha. Nhắc lại mấy cái chỉ số trên mặt hình. Rồi, đây bên này 5, 10, 15 là cái độ sâu của màn hình. Đồng ý không? Cái cửa sổ đại quạt của nó là mỗi cái là 1cm. Thì mình ước lượng được cái độ sâu là mình khảo sát là bao nhiêu. Đúng chưa? Tên, tuổi, rồi. Cái khóa sâu sẽ được mở lớp tổng quát nhưng mà có được phần mặt màu. Trông sướng vậy. Khóa này thì không được. Sao? Nhưng mà tôi sẽ cố gắng dùng một bài nữa. Một cái bài để tôi khỏe. Ví dụ như cái màn hình mình bố màn hình mình khảo sát bên trái thì trên cái màn hình như vậy thì mình thấy nó hợp lý hay không, theo mấy bạn hợp lý không? Cứ nói trao đổi với tôi không có thi với mấy bạn cái này mà đúng hợp lý không? Nó ngược cơ mà không hợp lý, mà hợp lý thì chỗ nào, không hợp lý là chỗ nào? Nó không hợp lý tại vì màn hình rất là lớn mà mình để cái khu vực mình khảo sát nó có chút xíu à. Đúng chưa? Còn phía dưới này mình đâu có cần coi cái dưới này. Cái đó bên trái mình phải làm lớn màn hình lên. Bao giờ cái phần xa nhất mình muốn khảo sát là nó là động mạch biểu mục. Phải làm lớn màn hình như thế này. Chứ không có để chút xíu. Ok. Mình sẽ sử dụng hết cái màn hình. Nhắc lại đối với phần bụng thì mình không cần chỉnh về cái diện tích khảo sát. Mình để lớn nhất mình có thể. Rồi. Ở mặt cắt này làm sao có mấy cách phân biệt động mạch trung bụng với tĩnh mạch chỗ dưới? Nhắc lại mấy cách. Bây giờ cái này tôi nói động mạch trung bụng hay tĩnh mạch chỗ dưới, tại sao mấy bạn biết? Thành mỏng. Bây giờ có mấy cách, nói lại coi. Ba cách. Cách số 1 thành mỏng thành song song. Cách hai của động hả? Đè nó chết, cái mạch máu chết trong bụng nó đè. Mạch máu ngoài chân, ngoài biên nó đè, cái mình có bụng đè, nó chết. Đập thật thì tâm chưa. Rồi cái thành, cái gì nữa? Thì đơn giản đầu tiên là cái thành đúng không? Thường là mạch chủ bụng là phát riêng cái gì nó nhỏ đều dần. Còn mà mạch, tĩnh mạch chủ dưới là nó co giãn. Tại vì thay đổi theo áp lực của tim phải. Còn mà mạch chủ bụng là huyết áp nó cao, tâm thua tâm chương, nó thẳng băng thì nó nhỏ dần thôi. Đúng chưa? Cái ý thứ hai đó là gì? Động mạch chủ bụng sẽ có nhánh. Cái hồi mình sẽ coi thử động mạch chủ bụng có nhánh đúng không? Còn tĩnh mạch chủ dưới đâu có nhánh. Cái thứ ba là gì? Dựa vào mặt giải phẫu, nếu tôi thấy đây là động mạch chủ bụng, tôi quét qua bên phải chắc chắn tôi sẽ đụng vào tĩnh mạch chủ dưới. Đúng không? Cách thứ tư là gì? Doppler lên. Nếu bạn biết Doppler, để hai cái phẫu khác nhau, một cái phẫu động mạch chủ bụng, một phẫu tĩnh mạch chủ dưới khác nhau. Cái thứ năm là gì? Cái này là gì? Hả? Tâm vị. Mấy bạn hay dùng chữ tâm vị nhưng mà tôi dùng chữ là EG junction. Esophagus là tĩnh mạch, thực quản. Gastro đúng không? Junction là chỗ nối dạ dày thực quản. Tâm vị là thuộc dạ dày.
nên cái chỗ thực quản xuống thì nó quẹo qua trước khi nó đổ vô tâm vị, thì cái này là chỗ nối dạ dày thực quản. Nên mấy bạn bắt buộc cái này các bạn phải tìm được. Như vậy muốn tìm chỗ nối dạ dày thực quản là cái góc giữa động mạch chủ bụng và cơ quanh. Như vậy thì kêu hỏi thi cũng vậy, những cái câu hỏi thi ví dụ trên hình kỹ đây là cấu trúc gì, các bạn có nói chỗ nối dạ dày thực quản đúng chưa? Muốn tìm lại thì tìm được động mạch chủ bụng, tìm được cơ quanh cái thì ra chỗ nối dạ dày thực quản. Tĩnh mạch chủ dưới nó đâu có cái này, hình ảnh này chỉ có động mạch chủ bụng mới có thôi. Rồi hai cái đường ecogram song song này nè, nó bao quanh á, ở đây là cái phía dưới, cái phía trên cái hồi hình khác sẽ thấy nó ôm cái chỗ nối dạ dày thực quản, đó là gì? Chân hoành, cơ hoành á, về mở giải phẫu là nó ôm nó. Thì đây là hỏi đi thi hỏi này là gì? Chân hoành. Và thông thường á, không biết á, thấy cái nào biết mà cái nào không biết, ghi đại chân hoành cũng trúng. Nói vậy thôi nha. Như vậy tính từ đầu xuống chân, đây là tim đúng không, đây là gan trái, cái đây là chân, nói về dây thực quản, đây là chân hoành động mạch chủ bụng. Như vậy có rất rất nhiều cách để phân biệt động mạch chủ bụng, ok. Coi lại nè, như vậy đây là động mạch chủ bụng đúng chưa? Thấy chân hoành nó kéo dài xuống dưới không, cái đường ngay cũng kém đó, thấy chưa? Ok rồi, như vậy chúng ta quét qua bên phải thì chúng ta thấy chân mạch chủ dưới không? Như vậy là đúng, bên trái tôi thấy nó, tôi quét phải bắt buộc là nó là chân mạch chủ dưới. Còn mấy bạn quét qua hoài không thấy là có nhìn mình sao? Lấy cái này xác định cái kia, bên phải nhà tôi là ông đó, ý là gì đó. Rồi, còn mạch chủ bụng, vì cái mặt cắt này mấy bạn phải nắm mà, đúng không? Như vậy trong mặt cắt này ý nghĩa khi mình khảo sát mình thấy được cái gì? Nếu ung thư bụng ba dưới thực quản, rất nhiều trường hợp nhìn thấy siêu âm, nếu các bạn lưu tâm vị trí này, đúng không? Thì mình thấy được cấu trúc nó, thì khi siêu âm thấy bất thường là nó có cái vi bạn không để ý thôi, được không? Rồi nếu nhìn vô hình này, nhìn sơ sơ thôi, nếu một khối u nằm đây thì phân thủy mấy, nghe mũi tên hả? Cái này phải là 2, 2, 4 là nằm sát cơ quanh, cái này nằm sát cơ quanh là 2. Tạm thời chia đôi, đây là cửa đi, thì nằm dưới này là 3. 3 với 4B nằm dưới, 2 với 4A nằm trên, thì nó sát cơ quanh. Cho nó đưa hình lên hội chẩn, đưa này u nằm hẳn thì mấy dạ, hẳn thì 2 hoặc 4. Đấy, tại sao em không biết 2 hoặc 4? 4A tại vì em không thấy được tĩnh mạch trên em, tĩnh mạch gan trái. Nếu nằm bên trái của tĩnh mạch gan trái đó là 2, và nằm bên phải của tĩnh mạch trên bốn trên mặt căng trái là 4A. Như vậy tạm thời những cái móc về mặt giải phẫu em nhìn cái hình này thôi là em dự đoán cái này đó là gì? 2 hoặc 4 là tụi em đúng. Mà cái này tụi em á, em nghĩ 2 nhiều hơn tụi em cũng đúng, tại vì em đang ở bên trái hoàn toàn trái, hiểu chưa? Rồi rồi cái này bên trái, ví dụ như đây, tôi nhắc lại cái cách khảo sát bên trái, khi nó chưa khảo sát là khảo sát hết, chứ không phải đưa vô màn hình và em đang coi ra cái cứ quẹt là làm được. Khảo sát là phải quét cho hết, ví dụ như quét không hết thì kêu bệnh nhân là hít sâu nhẹ đi em, hít vào rồi nín thở, giờ em quét ra hết bên trái này, em quét ra tận cùng luôn, khi nào không còn như mô gan em mới quay ngược lại. Đó là bên trái mặt cắt dọc tạm thời. Okay. Được chưa? Mấy bạn mới siêu âm á, nhiều khi mỏi tay, đúng không? Làm cho nó quen. Có nhiều bạn siêu âm xong lấy cùi chỏ giật xuống dưới này, thề con ra, mặt nó trợn trọng mắt lên. Mấy bạn không để ý, đó là sự thật, tôi thấy rồi. Thề nhân ra cùi chỏ giật ngay chỗ đó, quen đây. Mình để ý xíu chứ mình không biết cái mình không biết. Rồi, tôi quét lại là bên trái nè. Hít sâu nè, thở đi. Khi nói hít sâu là không phải đè gì bắt người ta hít. Tay mấy bạn cầm rất là nhẹ nhàng, đúng không? Tôi để vậy nhưng mà tôi không có đè. Tôi kêu người ta hít sâu nè, hít mạnh nè. Rồi, em biết để cái đầu giỏ lên, hiểu không? Thở. Chứ không phải em đè, em chậm cái gan trái nó xuống rồi em bắt người ta hít không nổi đâu. Nghe, trên cái tay mình, khi mình nói hít sâu là tay mình lơi, mình đâu có đè đâu, đúng không? Hít vô nè, nín thở nè, bắt đầu đè vô. Bố cục màn hình thở là thấy được cơ hoành trái, không cắt như thế này.
chỗ này là mất cái trên, nên cái bờ cái mặt của nó phải thấy hết, thấy được cơ quan trái nó mới đúng, không có sót ha. Còn nếu trường hợp cái gan nó quá lớn, cái bạn khảo sát ở nửa ở dưới, sau đó là nửa trên, vì sao mình chắc ăn là một cái khác hết. Nên khi chấm điểm là thầy giáo nhìn vô, à người này có quét hết, có nhìn từng ngóc ngách đúng không, hít nhẹ vô cái này, nín thở quét nè, qua trái quét hết luôn, quét qua tận cùng rồi mình có thể quét luôn đúng không, thở rồi. Thì tụi em thấy cái này là cái gì? Lịch mặt cửa, mười điểm, quay ngược lại một điểm. Tại sao? Cho em nhìn cái đường đi đúng không? Tĩnh mạch gan là đổ về hướng về gì? Tĩnh mạch chỗ dưới thì cái này nó đổ từ trên này, nó đổ xuống, nó đổ xéo xuống như thế này, nó là tĩnh mạch gan trái bên ngón này. Đúng không? Nè, đổ về nè. Tĩnh mạch cắt dọc, tĩnh mạch cửa nó có vậy không? Cắt dọc nó có vậy không? Không, nếu cắt dọc mà vậy thì nó ra trống tròn, từ lực cửa đi ngang, từ cắt dọc thì ra trống tròn. Còn cái này phải cắt gần lại lại song song với nó thì người ta không. Được chưa? Vậy nếu cắt cái này thì mấy bạn phải nói đi, cấu trúc gì thì mấy bạn mới phải trả lời đây. Tĩnh mạch ngang trái, đúng không? Chứ không thể tĩnh mạch cửa được. Được chưa? Quét lại nè, hít nhẹ nè, quét nè, đúng không? Tận cùng quét lui nè. Có ai thắc mắc gì cái quét không? Bây giờ chỉ tiếp cái cấu trúc bên cạnh à... Bây giờ đang ở động mạch trung bụng đúng không? Mình quét qua phải nè. Rồi, mình thấy cái dây chằng tĩnh mạch không ạ? À? Đây là dây chằng tĩnh mạch. Mình thấy được dây chằng tĩnh mạch cũng thương nằm đây là tùy đuôi. Đúng chưa? Vậy ha. Tiếp sâu cái nè. Rồi, mình quét quanh trái, mình quét quanh phải nè. Thấy dây chằng tĩnh mạch không? Như vậy tìm kiếm dây chằng tĩnh mạch, thở. Khi khảo sát không gì khó khăn. Hiển nhiên cho tụi em chọn thì mẫu luôn, ốm như lon này cũng được, ốm hơn cũng được. Nhưng mà làm ơn phải tìm được. Và những cấu trúc rất là rõ ràng. Tìm mặt cắt dọc ha. Tiếp theo khi tụi em thấy được dây chằng tĩnh mạch rồi, tụi em quét tiếp quanh phải. Cái này là gì? Ủa, tới giờ sắp tốt nghiệp mà hỏi vô duyên anh. Ra là gì? Quét qua phải cái hình, cái giống như cái ngón tay mà tĩnh mạch cửa trái. Đang cửa trái thì tĩnh mạch cửa trái. Đây là tĩnh mạch cửa trái. Đang bên trái mà. Cuối của tĩnh mạch cửa trái nó ra một đường như cô dạy đó là gì? Như chặt tròn nó nè. Hít nhẹ vô cái. Rồi mình quét qua nè, qua phải nè. Thấy tĩnh mạch cửa trái mà thấy dây chằng tròn không? Như vậy muốn tìm dây chằng tròn cứ tìm được tĩnh thở, tĩnh mạch cửa trái và cái đường tận cùng này. Người ta thấy một đường trắng thì cô dạy nó dài ra, nó dây chằng tròn. Tìm dây chằng tròn để làm chi? Nó lớn. Thứ nhất, dùng dây chằng tròn để phân biệt. Đúng không? Dây chằng tròn phân biệt căn phải căn trái đúng không? Liền 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 với tròn nó gần nhau. Nó ở trong đó. Dây chằng tròn để phân biệt cái gì? Bố em bố. Rồi chút xíu cắt ngang để nên cái ý đầu tiên nói trước. Thứ nhất về mặt giải phẫu thì hồi tôi sẽ chỉ cái mặt, cái ý nghĩa lâm sàng là khi có tái lập tuần hoàn rốn trong bệnh lý xơ gan, đây là vị trí với bạn tiền mạch máu nó tái lập. Hiểu chưa? Nên phải tìm ra được dây chằng tròn. Như vậy là dây chằng tròn có trúc giải phẫu bắt buộc phải tìm được. Muốn tìm dây chằng tròn, cứ vậy quét qua thấy tĩnh mạch cửa trái thì thấy cuối cùng đoạn phía trên này của tĩnh mạch cửa trái bắt buộc là dây chằng tròn xuống đây. Đồng ý không? Quét lại nè. Đi sau này nín thở nè. Rồi, mình quét qua nè. Thấy cho nối dây chằng khoảng rõ, chân hoành rõ, động mạch trung bụng rõ. Thấy không? Tĩnh mạch chỗ dưới rõ. Dây chằng liền qua nữa, tĩnh mạch cửa. Thấy dây chằng tròn.
quét, cứ quét đều nhẹ qua theo thứ tự đó mới xuất hiện chứ sao. Được chưa? Vậy thì coi như chừng tròn ý nghĩa nó là gì? Như vậy là mới mà cắt dọc bên trái là những cấu trúc mình cần thấy, khảo sát hết trái, thấy đỉnh mặt cửa trái, thấy dây chằng tròn, thấy dây chằng liền, thấy chỗ nối dạ dày thực quản, thấy chân hoành, đúng không? Ngay vào động mạch trong bụng có hai cái nhánh mình phải phát hiện, động mạch thanh tạng và động mạch mặt trên tràng trên. Bây giờ muốn thấy nó có một số cái điểm lợi và bất lợi, ví dụ như ông này ông ăn rồi, ăn chưa, vừa ăn xong, bạn này ăn gì các bạn biết không? Gọi ông chị hỏi người ta. Có một thứ mình ăn mà mình thấy được, đó là bánh canh, rất dễ nhìn thấy. Thì bữa nào ăn bánh canh thử đi, một bạn ăn bánh canh mà ra vô siêu âm ra, các bạn thấy một lần các bạn sẽ nhớ hoài. Chỉ có bánh canh nha, tại vì cái kích cỡ của cái miếng bánh canh nó đủ lớn và nó đủ đều để cho mấy bạn thấy giống như một cái búi dung vậy. Nhưng bún thì không được, cái bún nó nhỏ á. Thứ hai là bún mấy bạn nhiều khi nhai nát, còn bánh canh nhai không nổi đâu, không kìa. Thì nó rất là đều. Không, tại mấy bạn khi mà siêu âm rồi, nhiều bệnh nhân sẽ thán phục mấy bạn mới ăn bánh canh xong nha. Trời, thấy mặt xanh rờn luôn. Đúng không? Giống như thầy bỏ vậy á. Tôi kể ra là hồi thi, con có cái hình đưa lên. Nó mê mọi người không biết ăn cái gì. Tôi ghi câu hỏi thi nè, bệnh nhân ăn sáng cái gì? Thế là lớp không biết đâu. Nghiên hàng như này, bắt đầu cô này, ghi. Cơm sườn. Copy ra không biết đâu. Như cái bún, bún bò Huế, bạn copy chắc trận. Thấy là sai mà bún bắt chước. Nguyên giải trên là cơm sườn, cái giấy là bún bò. Nhắc lại chỉ có bánh canh, mình thấy rất là rõ. Mấy bạn không tin tôi thì một bạn ăn thử rồi vô. Chứ không thì thấy một lần xin nhé. Ok. Như vậy thì mình trong trường hợp anh ăn rồi thì mình nhìn hơi khó chút xíu. Tại sao? Tại vì mình thấy đây là cái dạ dày. Tôi không muốn đè bạn mới ăn, đúng không? Dạ dày thì cái điểm xuất phát của động mạch thanh tạng là chỗ này, và xích xuống dưới khoảng chưa được một phân, đó là mặt treo tràng trên. Chút xíu mình sẽ thấy. Nhưng mà mình biết cái điểm xuất phát nó phải là ngay dưới cái bờ dưới của gan trái ở đây. Nhiều khi mấy bạn tự nhiên chỉ thấy cái phản ứng kém đây, mấy bạn kêu động mạch mặt treo tràng trên thì hay là thanh tạng, sao mà xuất phát trên này, cái sát cơ hoành mà những cái khu kém mà bao quanh động mạch trong chỗ nối dạ dày thanh quản và ngay trước động mạch trung bộ, đó là những mạch các bạn lưu ý. Ok rồi, tiếp theo nè, thấy chân hoành nó đi dài không nè, nó có hai cái dải luôn, phía trước và phía sau đây nè, và phía sau nó phải ôm xung quanh của cái chỗ đó như vậy. Mấy bạn về mở cái giải phẫu ra coi cái cách các bạn giải phẫu, mấy bạn lên trên mạng á, đúng không, đánh cái anatomy vô, human anatomy, mấy bạn đánh vô coi cho đẹp, mấy hình thầy mình vẽ lắm gì đâu nên nó bây giờ hình ảnh thao cho nó gõ cái vô, đúng không, mình dễ tưởng tượng dễ thấy. Nghĩ cho cùng hồi xưa mình học giải phẫu khổ à, mấy thầy cái thầy quyền rồi vẽ tập hoài cũng không hiểu. Rồi như vậy thì bên trái các bạn có gì thắc mắc không? Xin lỗi, ở chỗ này nó hơi mờ mờ chút, tại anh em nhưng mà tôi nói luôn. Như vậy ở đây là dạ dày, đây chỗ nối dạ dày thực quản, động mạch chủ phục, chân hoành, ở đây là dạ dày nè. Cái chỗ này là gì mấy bạn? Tròn, tròn. Về tương quan không gian thôi, hình ảnh không có được đẹp lắm, nhưng mà nó là gì? Sau dạ dày là gì? Tủy. Tủy. Cái khối không dạ dày là tủy. Sao lắc đầu ở đây, lắc tít ở đây mà sao tôi đang ở đây tôi lắc. Rồi nếu đây là tủy thì có một ống nhỏ nhỏ đây, cái chuyện đó là gì? Cái này một trong hai cái thôi, động mạch gan chung, đúng không? Tại cái động mạch thanh tạng lên nó chia làm đôi, động mạch gan chung qua gan, động mạch lấp thì qua phải, giống hình con chim én vậy đó.
đúng không? Rồi chút xíu nữa xuống phần tử thì nói. Nhưng đại ý về mặt không gian mấy em đã nhận diện được, đúng không? Đây là dạ dày. Tại sao em biết là dạ dày? Dạ nó nằm dưới gan, nếu có chứa hơi chứa đồ ăn sau dạ dày đi thì đây là như vậy. U tụy chúng ta nếu cắt dọc thì chúng ta thấy ngay sau dạ dày có một khối u, đây là u tụy, đúng không? Rồi chưa? Rồi nói gan trước đi, nó nhiều quá rồi bỏ bay luôn. Như vậy tìm với vòng tròn có gì khó không? Tôi quẹo qua quẹo lại mấy bạn cũng thấy nữa nè, đúng không? Còn mấy bạn thấy tĩnh mạch chu dưới nó thay đổi theo cái áp lực tim phải không? Đó. Nó phải thay đổi. Còn lòng mạch chú bụng sao thay đổi được? Nó to đùng sao thay đổi gì được? Nó có mở ra mở hết cùng cùng lúc, đúng chưa? Rồi để vòng tròn bây giờ cắt mặt cắt ngang, nãy giờ nói mặt cắt dọc. Cắt ngang cũng tương vậy, tự như vậy. Hướng cái đầu dò mình hướng lên trên cao, mình quét xuống. Cho mình nhâm hít nhẹ vô. Hít vô nha, hít nhẹ vô, miếng thở. Mình đặt từ trên xuống dưới, mình quét xuống. Thấy tim đập không? Đó. Đầu tiên mấy bạn phải quét từ cái đinh phân tùy 2. À, xin lỗi, đúng rồi. Thẳng tùy 2, mình coi cái bờ ngoài cùng trước. Xong hết, đó mình vô phân tùy 4. Tại trên một mặt cắt mình quá rộng, mình không thể nào cắt cao sát hết. Ở bình thường, lại nè. Cái sau nè, nếu mà mình thấy tim trái, tim phải rồi, quét xuống. Nếu ai học siêu âm tim, thở, đây cũng là một cửa sổ để tạo siêu tim rất là tốt, đúng không? Cái sau nè, mình quét xuống nè, quét từ trên xuống, mình thấy được cái bờ của gan bên này. Lúc nào cũng thấy được cái bờ, quét trên tận cùng, quét xuống, quét hết. Rồi, thấy tĩnh mạch cửa trái không? Xích lên, thấy tĩnh mạch gan trái không? Như vậy trên cao cùng, từ trên thứ tự xuống, tôi thấy tim, xuống thấy cơ hoành, tôi thấy tĩnh mạch gan trái, xuống tôi thấy cửa, dưới cửa là tôi thấy cái gì? Đó. Thấy gì chẳng chọn, tại hồi nãy nhớ không? Điểm xuất phát của tận cùng của cửa trái là gì? Chẳng chọn. Coi thử tôi nói đúng không? Phải nè, từ trên xuống dưới thấy tim đập, thấy tĩnh mạch trên gan. Xuống nữa, thấy tĩnh mạch cửa. Xuống nữa. Ba rồi, đúng rồi. Cái này là gì? Cái dây chằng tròn. Dây chằng tròn. Thông tin mình quét theo kiểu này. Đây, thấy chưa? Ừ. Như vậy dây chằng tròn thấy nó nằm dưới cửa trái không? Ừ. Như vậy mấy bạn quét thứ tự theo mặt cắt ngang thì cắt trên này xuống. Tĩnh mạch trên ngang, xong xuống tĩnh cửa, xuống nữa thì đụng dây chằng tròn. Cắt lại nè. Không không mấy bạn khôn ngoan bây giờ cũng thầy nói chỉ cho tôi dây chằng tròn trên mặt cắt ngang thì mấy bạn cắt dọc cũng được, cắt quét và tới thấy rồi, đúng không? Thấy rồi xoáy, mình xoáy đúng không? Để giờ mình xoáy mình đừng nó thấy trên mặt cửa trái để nguyên xoay nè, xoay nè, quét xuống nè, đó xoay ngang nó là dây chằng tròn, hiểu ý không? Như vậy từ trên xuống dưới nhắc lại, tim xuống cơ hoành trái, xuống tĩnh mạch gan trái, xuống hệ thống cửa, xuống dây chằng tròn. Như vậy trong trường hợp này, hồi nãy mấy bạn đây tĩnh mạch cửa trái đây xuống dây chằng tròn, rồi dây chằng tròn nó cái dây chằng tròn là một cái phản ứng dày thế này. Vậy thì về mặt giải phẫu, cục u nằm ở đây và cục u nằm ở đây, u nằm ở đây thì hàm cũng thì mấy? 4A. Sao A được? Là dưới cửa rồi sao A? Dưới cửa. Đúng không? Mà nãy trên trên cửa là gì? 2 và 4A. Thì dưới cửa phải là gì? 4B. Như vậy hồi nãy các bạn nói gì tròn tròn cái phân biệt gan trái phải đúng hay sai? Rồi. Nghĩa là mình nói là mình phải lý luận như nó đã A, B, C, D. Như vậy là trên phía trên, nói chung mấy bạn lấy cái tầng cửa trên cửa 2478 dưới cửa 34B 56 vậy cái này rõ ràng dưới cửa mất là cửa đồng ý không? Đồng ý không chịu quét lại mà mấy bạn lưu ý tôi đang nói cái mặt phía trong gan thôi nha, xung quanh gan tôi chưa giải thích nha, quét lại hít sâu nè, quét từ trên xuống dưới tim xuống dưới là tĩnh mạch trên gan nè, thấy không? Tĩnh mạch gan trái nè, xuống tiếp nữa cửa nè, xuống tiếp nữa dây chằng tròn và quét hết tổng thể dạ dày.
mấy bạn muốn né cái dạ dày thì mình đi cái đầu dò lên cao chút xíu, mình quét, mình đừng có kéo, đừng vuốt xuống, mà đứng trên cao nhìn xuống dưới, giống như thơm hướng dẫn coi tùy, thì nó như thế này, đứng lên cao nhìn lên trên nè, quét xuống từ từ nè, đừng bây giờ đầu dò, mình quét từ trên mình nhìn xuống, các bạn thấy mình thấy một cái phần tùy đằng sau á, đây là tùy. Nhưng mà mấy bạn kéo xuống thì đụng cái dạ dày, cái nó mất cửa sổ nhìn, giống như giờ nhìn bạn này, tôi nhìn đây là cái dạ dày tôi đâu thấy đó, tôi nhìn qua đây tôi thấy rồi. Thì cái đầu dò hay gì mình kéo xuống đụng cái này thì không thấy không đó nữa, thì mình để kéo mình đứng cái này mình nhìn xuống, hiểu chưa? Mình phải biết cái khuôn mặt mình né thì người ta che trước mặt mình nhìn không, mình nhìn hướng khác chứ sao thấy được. Rồi mấy bạn coi lại chút xíu à, lên trên cao quét xuống, mấy bạn thấy tĩnh mạch trung dưới với các tĩnh mạch ngang trái, ngang giữa, ngang phải, hình này hình gì? Bên sai đúng không? Hình con thỏ á, cái mũi con thỏ nè, hai cái lỗ tai nè, giống hình Playboy. Ủa thì cái bộ đó là bên sai hình Playboy. Nhưng mà tôi hỏi cấu trúc gì? Làm ơn đừng ghi dạ hình con thỏ. Tôi đâu hỏi hình con thỏ. Tôi nói thì bạn nhớ chứ đâu phải không trả lời là hình con thỏ. Rồi cũng có cái hình nữa. Thế hồi sẽ thấy cái tĩnh mạch bên này nó có hình cái đuôi con chó. Đúng vậy, trả lời cấu trúc gì? Dạ, hình đuôi con chó. Tôi nói gì mà mấy bạn vẫn làm cái này. Nó vui thì vui thật, nhưng mà mấy bạn vẫn ghi. Đúng không? Khổ vậy. Như vậy thì muốn tìm tĩnh mạch trên ngang trái, tĩnh mạch ngang trái và tĩnh mạch ngang giữa đều dễ dàng. Vậy là bên trái chúng ta vẫn thấy, thấy được tĩnh mạch ngang trái, ngang giữa, ngang phải, tĩnh mạch bên dưới. Ok, coi lại chỗ nối dạ dày thực quản hồi nãy trên mặt cắt dọc, bây giờ là mặt cắt ngang. Cũng trên cao, mình biết rằng nó nằm vị trí giữa cơ hoành và động mạch chủ bụng, đúng không? Hít sâu nè, mình quét từ trên cao xuống nè. Thấy chưa? Các bạn thấy chỗ nối dạ dày thực quản không? Thấy. Đó. Các bạn lưu ý chỗ vị trí này. Chỗ này nó sẽ đổ vô dạ dày. Nó lại nè, thở, hít sâu, miếng thở. Các bạn thấy không? Nó là ống tiêu hóa nằm trên mặt cắt ngang. Thở, đây nè. Đổ vô đây là tâm vị. Như vậy trên mặt cắt ngang muốn biết dạ dày thực quản, đây là động mạch chủ bụng, thì cũng y như cái hình này nữa. Thay vì mấy bạn thấy cái này, đây, cắt dọc rất là rõ đúng không? Tôi để nguyên, tôi xoay cho mấy bạn coi nè, miếng thở cho mình. Đúng không? Để nguyên xoay nè. Thấy không? Đó, là nó. Đây nó là cái ống đi xuống thì nó cong như này. Mình cứ cắt đúng thì nó ra thôi. Đúng không? Ở như vậy thì chỗ này là 1/3 dưới thực quản và chỗ nối dạ dày thực quản đúng không? Đây là vô dạ dày rồi nè. Thì ung thư thực quản nằm 1/3 dưới, các bạn vẫn thấy và tôi chẩn đoán lâm sàng. Hai siêu âm bằng lâm siêu âm, tôi vẫn thấy. Vấn đề là chúng ta lưu ý cái cấu trúc và chúng ta nhận xét. Còn mấy bạn không biết nó là cái gì, nó xuất hiện cục gì mấy bạn cũng biết. Hiểu chưa? Như vậy, muốn tìm chỗ nối dạ dày thực quản, tôi thấy bây giờ ông là sướng nhất. Chẳng nằm mấy lạnh, ngồi coi, nằm coi. Tôi khổ, tôi thấy ông sướng nhất vậy. Có đồ lót gối, nằm tê. Tôi quá khổ. Rồi, hiểu chưa? Các bạn thấy không? Bởi vì đời nhiều khi không ai biết, biết sướng biết khổ đâu, nghe. Thì đó, tới lúc thi vẫn phải thi nha. Rồi, thấy đây là mặt chủ bụng không? Như vậy là mình vẫn tuân thủ gốc cái gì? Cơ hoành và mặt chủ bụng sẽ tìm thấy dù trên mặt cắt dọc hoặc mặt cắt ngang. Rồi, làm lại bên mặt cắt ngang ha. Hít sâu, nín thở nè. Quét từ trên, quét xuống nè. Rồi, chúng ta thấy được tĩnh mạch trên ngang. Bây giờ, xuống nữa, thấy tĩnh mạch nữa xuất hiện. Nếu các bạn thấy tĩnh mạch cửa như thế này, cái này nó hơi ra bên trái thì tôi không muốn hình cắt toàn bộ con nai. Hình con nai nó như thế này thì ở đây là cái đầu con nai này. Sẽ có hai cái sừng, ở đây cái chân trước, ở đây là cái thân con nai này, ở đây cái đuôi con nai ra sau này, ở đây cái chân sau.
nó ghi là con nai nữa nha. Thì nếu nhìn sơ sơ đó trên này thì mấy bạn biết ở đây ảnh thì mấy, ở đây là hai nè, ba nè, bốn. Các bạn thấy trong sách ghi không? Nhưng mà mình biết lý luận tại sao trên mặt cắt đó nó ra cái hình đó. Khi mấy bạn quen lý luận rồi mấy bạn tự tin, chứ không phải là mình là cái mấy Xerox copy nhìn vô y như vậy cắt ra vậy là mình phải lý luận rồi. Hình con nai là mình cắt toàn bộ từ tĩnh mạch cửa trái qua tĩnh mạch cửa phải. Lưu ý vị trí cái lưng con nai nó sẽ xuất hiện cái gì, tính sâu những cái vị trí này có những cái mốc rất là quan trọng. Rồi quét lại bên trái ha, quét từ trên xuống dưới nè. Ví dụ như cắt hình con nai mà thấy chưa, đó ngay cái lưng con nai sẽ xuất hiện cái mọc đó. Thấy điều này tôi đánh dấu để cho các bạn biết là cái mốc nó sẽ xuất hiện cái gì. Rồi nhìn vô cái hình này các bạn để tâm chút xíu, nhắc lại chỗ nối dạ dày thực quản vẫn xuất hiện ở đây, mình thấy lý được. Và chỗ nối dạ dày thực quản nên nhớ nằm sâu gan, nằm phía sau, trước sau á, phía sau. Nên nhìn đây, nhìn vô đây thấy động mạch trung bụng, muốn biết thực mạch thực quản không nhìn có phải trước động mạch trung bụng không? Đúng. Chỗ này gan đây nó nằm phía sau, mình nó nằm phía giữa. Rồi quét lại từ trên xuống dưới nè, xuống tĩnh mạch cửa, xuống cửa, dưới cửa, thấy dây chằng tròn chưa? Dây chằng tròn nó có thể là hình tam giác, nó có thể hình tròn vân vân, phụ thuộc vào mỡ nó bám xung quanh vân vân, nhưng nó là dây chằng tròn là vậy. Làm ơn cắt ngang như vậy, đừng có chẩn đoán khi ngang siêu mỡ, đừng chẩn đoán phương mốc. Rất nhiều bạn về đi thực hành rồi tự nhiên cắt ngang thấy có một cục, chẩn đoán phương mốc đúng không? Về mặt hình ảnh đúng không ạ? Nghĩ nhiều tới bướu máu đúng không? Đúng xong đúng không? Vậy vậy gì đó. Nhưng đã nói rồi, hai tổn thương cái gì trên hai mặt cắt. Thì trên mặt cắt dọc nó ra cái gì? Nó ra là cái ống dài phù lọn. Thì đâu phải là bướu máu. Cái này sao bướu máu? Cái dây dài phù lọn vậy sao bướu máu? Đó, đây là cái tròn nè. Hồi nãy mình cắt ngang thì chỗ này mình cắt ngang nó là vậy. Như vậy tổn thương đó hơi về mặt hình ảnh thì đúng, nhưng mà thể hiện trên hai mặt cắt thì không. Hiểu ý không? Hình ảnh thì nó giống nhau hết, áp xe cũng như ung thư, không gì khác nhau đâu. Vấn đề chúng ta lý luận thấy không? Có ai thắc mắc xếp hàng thẳng lên nói với bạn là nếu tôi quét mà tôi không quay thì mấy bạn thấy nhìn thấy dây chằng tròn, nó chỉ nổi trên mặt cửa trái quét nữa thì lúc đó thấy được một phần dây chằng tròn mà lúc đó tĩnh mạch cửa trái biến mất. Như vậy vừa thấy tĩnh mạch cửa trái thì mấy bạn xoay từ 19-11 giờ, nó xin lỗi 11 giờ của đầu giò quay qua 1 giờ không là cảm giác nhất đúng không? Tôi xoay không biết xoay sao, có nghĩa là mình đang kéo qua thấy tĩnh mạch cửa trái, mình kéo thêm một chút xíu nhưng đầu giò mình đang ở vị trí 11 giờ, mình xoay qua 1 giờ để vừa thấy cửa trái vừa thấy. Tôi làm lại y chang vậy nè, tôi đang quét qua nè, vị trí từ 12 giờ 1 giờ bám sát bờ sườn bên phải, kéo tiếp tục qua phải, thấy tĩnh mạch cửa trái đúng không, vừa kéo thêm vừa xoay đó. Thì vừa thấy được tĩnh mạch cửa trái, vừa thấy được dây chằng tròn, được chưa? Vừa kéo nhẹ vừa xoay. Nhưng mấy bạn vừa kéo không, mấy bạn giữ cái này thì mấy bạn thấy tĩnh mạch cửa trái hoặc thấy dây chằng tròn thôi, không vừa kéo vừa xoay. Về luyện tập đúng không, chỉ chiêu rồi phải về tập chứ. Tôi thì hồi xưa tôi đi học Mỹ mai chỉ tôi vậy đó, tôi làm riết rồi tôi hướng dẫn riết rồi tôi nghĩ cái gì cho nó làm dễ tìm dễ thấy. Rồi bên trái có thắc mắc gì không? Bây giờ thấy được tĩnh mạch cửa trái, nếu mà kéo tiếp thì mấy bạn nhìn rõ cửa tĩnh mạch cửa trái thì cái này là gì, cái này là gì? Cái gì nối với tĩnh mạch cửa trái? Cửa chính. Thì cửa trái là cửa chính. Cái gì nó mọc ra thì nó mọc xuống như này là cửa chính. Thôi ơi trời. Này bây giờ cho bệnh nhân nằm nghiêng nè, nghiêng chút xíu rồi. Rồi cái đây là tư thế rất là thường xuyên mình làm, vừa thấy cửa trái vừa thấy cửa chính. Thấy cửa chính thì tìm được cái gì?
Nên tư thế này mình khảo sát phải cho bệnh nhân nằm nghiêng chút xíu, thậm chí nghiêng hẳn bên trái, LLD, left lateral decubitus. Nè, các bạn nói này, giờ tôi vét à, nói này, vét qua này, nào, vét qua nữa, thấy cửa chính không? Thì thấy trái thì cửa chính, thấy chính qua phải nữa thì đụng phải, thì tôi thấy được cửa chính, thì sao? Thì đoán đoán sơ sơ có cái ống tròn tròn, phía trước có cái ống nhỏ nhỏ, là vì động mạch gan riêng hoặc động mạch bên phải phía trước là đường mật. Có cái hình tôi đã đưa cái bài cho mấy anh chị rồi. Như vậy bây giờ mình thấy được cửa chính, phía trước cửa chính chỉ còn hai cái vấn đề quan trọng, một là đường mật, hai là động mạch. Động mạch thì đứng bên trái, đường mật thì đứng bên phải, đúng không? Bây giờ tôi đang đứng này tôi không biết bên trái hay phải, nhưng mà phía trước tĩnh mạch cửa có nghĩa là cái vùng này phải là đường mật hoặc là động mạch. Như vậy chúng ta lần được hệ thống cửa là chúng ta sẽ tìm những phần cái phần khác. Ok, bạn lại nè, các bạn nói à, trái thấy cửa trái luôn, thấy chân tròn luôn, đúng không? Cửa chính thấy chưa, thấy cái này động mạch gan không? Rồi thấy đường mật không? Đó, cái đánh nhỏ nè. Được không? Cho một cái làm lại nè. Bên trái quét qua tĩnh mạch cửa, dây chằng tròn kéo tiếp cửa chính, kéo tiếp quanh phải, thấy không? Không vậy thôi, tại hôm này ông mới ăn rồi thôi. Rồi, câu hỏi về tự suy nghĩ tôi không trả lời, tôi đã hướng dẫn rồi. Có mấy cách phân biệt giữa động mạch gan và ống mật chủ, tự mình cái luận đến hồi hỏi thi thì câu đó đầu môi chót lưỡi ráng mà trả lời, đúng không? Như vậy tìm ống mật chủ, đây là mặt cắt rất là căn bản để tìm ống mật chủ. Cho bệnh nhân nằm nghiêng 45 độ thậm chí 90 độ, đúng không? Và tư thế này cũng vậy, tìm tới mật cũng dễ cả, cứ giữa tư thế này các bạn tìm hết. Nói lại nè, bên trái quét qua thấy tĩnh mạch cửa trái, thấy dần dần tròn, tiếp tục quét thấy tĩnh mạch cửa chính không? Cửa chính là... rồi ở đây là cái gì? Vậy đây là cửa trái, là mình cái hình nó móc câu lên đây nè, đây là cửa chính nè, vô đây là cái gì? Vậy chứ cái này là cái gì? Xung quanh cửa là gì? Tụy, chỗ hợp lưu. Đây là dạ dày nè, vẫn là tụy, mình đang bên trái mà mình đâu có đi đâu đâu. Tụi em nhớ là gan, tụy, dạ dày, hai cái động mạch bự, động mạch chủ bụng, động mạch chủ dưới, thế nó nằm cái khung đó thôi, đúng không? Sao khó khăn quá vậy? Đâu có thấy gì khó khăn đâu, thì bây giờ tĩnh mạch cửa đây, cửa đây, cửa xuống đây, đúng không? Bây giờ đi xuống đây thì hướng xuống trụ, thì xuống đây hết cửa chính thì chỗ hợp lưu, mà kéo dài xuống nữa là nếu mà cái chỗ này nối dài ra nữa là cái gì các bạn? Tĩnh mạch mạch chết, thăng chết. Yeah, thôi mình mở cái đường nhỏ thôi. Làm lại cái nữa, tình hình chúng mình ở nhau lâu. Tình hình chắc không phải ở lại nhau lâu lắm á. Sao giờ là hỏi gì, sắp tốt nghiệp không biết gì nha. Cái sầu quét ra qua cửa trái, thấy dây chằng tròn, kiếp câu quyền tiếp tục, thấy cửa đúng không? Đó, thấy cái ống phía trước là ống mật chủ, đúng chưa? Thì nó nối dài xuống dưới mà nó nối nữa, tại cái chỗ này mình không thấy rõ là sao, tại vì cái dài dài phía trước thì mình không có hình ảnh rõ, nhưng nó đi từ trên lên xuống dưới. Rồi, cũng mặt cắt này tiếp tục luôn, tìm thấy được tĩnh mạch cửa trái, tĩnh mạch cửa chính kéo tiếp thì nó ra cái gì? Nó ra tĩnh mạch. Thấy chưa? Như vậy với mặt cắt này trả lời được rất nhiều thứ trên đời này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh qua đi chút xíu em gặp thì em đang dậy không? Dạ. Anh qua đi dạ dạ. Các bạn hiểu ý nãy giờ tôi nói chưa? Như vậy trên mặt cắt này tìm rất nhiều những cái. Quét lại nè. Muốn tìm cái mặt. Tìm trên mặt cửa trái gì ở đây nó nằm hết trơn trơn đây nè. Quét qua thấy trên mặt cửa trái, thấy dây chằng tròn, thấy trên mặt cửa chính. Kéo tiếp, vừa kéo tiếp mà thấy cái mặt nè. Vậy cái này cái mặt nó ăn rồi. Nên nó nhỏ nhẹ, đúng không? Mình xoay qua. Xoay qua khoảng vị trí 3 giờ là thấy cái mặt. Không khó, tại cái này trước mặt hơi nhỏ các bạn thì mới ăn. Chứ còn bình thường với này mấy bạn quét ra trước mặt rất là đẹp. Thấy trước mặt rồi vấn đề còn lại, đừng có kéo đi luôn. Mình thấy nó rồi, ví dụ như các bạn ngón tay thôi nè, cắt qua đây thấy có chút xíu à. Xoay. Thì đừng có kéo luôn, nhiều khi cắt vát nó kéo mất luôn sao. Để đây xoay theo cái trục của trước mặt. Thì ra cái hình. Mấy bạn mới thấy cắt vát thì các bạn kéo nữa, trượt cái đầu dò ra khỏi cái chỗ mình thấy rồi. Thì mình thấy rồi nó thì khoan, mình xoay đầu dò lại. Thẳng để cắt nguyên miếng. Như vậy nhắc lại, muốn tìm ống mặt chủ, tĩnh mạch cửa trái, mọi thứ đúng không? Ngay vị trí này các bạn thấy hết mà khu vực này nó rất ảnh hưởng nhiều cái chẩn đoán, nó là ngã ba ngã tư mà đúng không? Dạ vậy tùy các chị đúng. Hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì? Câu đây có cắt được vậy không? Không. Cái gì? Đâu ai chỉ vậy đi. Cắt đủ thứ. Cái gì cắt? Cứ cắt đại cắt bừa. Cắt đại để học nên chỉ trò. Hôm nay mình tập trung bên trái với cái này thôi. Tôi phải xếp 1-2 bữa nữa thầy. 3 bữa nữa thầy. Sớm chứ thầy. Sớm cho tụi em còn đi thực tập nữa thầy. Học sớm em được tập. Ngày thôi trời ơi xuống quét còn biết được. Quét đâu biết. Đừng chỉ thì nhắc lại là cái gửi cái trả cái máy này để khám sức khỏe. Bên phải hay bên trái trước, nói lần các bạn nghe ha. Quét hết. Quan trái tận cùng, quét ngược lại. À, thấy được chỗ nối dạ dày thực quản, thấy được chân hoành, thấy động mạch trong bụng. Đúng không? Thấy được tĩnh mạch trên gan, kéo tiếp tục thấy dây chằng tĩnh mạch. Thấy tĩnh mạch chỗ dưới. Bắt đầu thấy được tĩnh mạch cửa trái, kéo tiếp tục ra dây chằng tròn. Rồi mặt cắt dọc xong. Đúng không? Mặt cắt ngang, hít sâu, hít thở. Rồi từ trên xuống dưới, tìm xuống cơ hoành xuống gan. Thấy tĩnh mạch trên gan, thấy tĩnh mạch cửa, thấy dây chằng tĩnh mạch. Xuống nữa, kéo dần xuống nữa, thấy dây chằng tròn, quét hết hết. Đúng không? Nghiêng cái đỡ. Làm lại mặt cắt dọc để tìm nồi tĩnh mạch cửa, đúng không? Mình cũng quét như vậy. Từ bên trái mình quét qua, thấy động mạch vô bụng, cho nối dây thực quản, kéo tiếp tục, thấy tĩnh mạch cửa, thấy dây chằng tròn, qua tĩnh mạch cửa chính, đúng không? Kéo tiếp, mình thấy được một cái ống túi mật xoay, mình thấy túi mật. Còn ví dụ các bạn cắt đường liên sườn để tìm bên phải thì ví dụ như đây cũng thấy nè, một số mặt cắt nó có những cái lợi thế trong trường hợp nào và những cái gì không ưu điểm không, nhưng mà đâu phải lúc nào mấy bạn cắt liên sườn cũng ra cái mặt được như vậy. Nhưng mà nếu không được thì tôi phải sử dụng nhiều mặt cắt, nhiều cửa sổ khác nhau để tôi cũng quan sát rồi. Chưa có hỏi gì không? À, tuần sau tôi sẽ cố gắng ha. Tại tuần vừa rồi còn đi dạy nên mới biết nó đủ thứ chuyện. Thì mình sẽ tiếp tục sẽ giúp các bạn lúc nào tôi cố gắng. Khi nào thi? Cái ca này sáng nay làm 29 tháng 5. Giả dụ cái câu hỏi các bạn coi một cái video clip ha. Đây là mặt cắt dọc gan bên trái. Rồi đây đúng không, sẽ quét rất là chậm bên trái đó,
thấy chỗ nối dây dây quản dây chằng này tĩnh mạch cửa đúng không, rồi một khối u đó liền cắt ngang trên xuống dưới thấy tĩnh mạch gan trái xuống tĩnh mạch cửa thấy một khối u đúng chưa. Rồi ví dụ câu hỏi thi, ví dụ này là cục u này hãm thì mấy alo đúng rồi chiều mai nói rồi bác có chuyện giải thích bây giờ chuẩn bị khám cho mẹ chi nhắc đi rằng ngày mai nhé, 1 giờ mà đông 2 giờ mới làm cho tan chút như sao? 22 cứ từng từng giơ tay lên, giơ cao lên tôi mới biết cái đó. 2 rồi 23 rồi. Còn lại bên phải đúng không? Cao có 23 rồi còn không ai vô đây. Coi lại lần nữa mấy bạn cái phân tích đúng không? Người ta đã cho cái mặt cắt dọc, cho mặt cắt ngang. Nếu là 2 thì trên mặt cắt dọc nó phải trên cửa. Nếu 3 thì phải dưới cửa. Đúng không? Nếu 2 là bên trái của tĩnh mạch ngang trái. Mình lý luận, mình coi nó sao nó vậy. Coi lại cái hình nãy nha. Trên gan, tĩnh mạch gan trái và tĩnh mạch cửa mình đâu có thấy. Nè coi dưới cửa nè. Nằm dưới này mà. Đó thấy tĩnh cửa không? Nè. Có nghĩa là nó hơi hai chút xíu nhưng đa phần là ba. Qua bên này nè, từ trên cao xuống là tim nè đúng không? Xuống dần là thấy tĩnh mạch trên gan là giữa tĩnh mạch trên gan với tĩnh mạch cửa có thấy đâu. Xuống dưới cửa này mình mới thấy. Như vậy là gì? Ba. Rồi. Dẫn thêm xíu nữa vậy câu hỏi là u hẳn thì mấy thì cũng hỏi được đúng không về nguyên tắc vậy đó. Ví dụ qua cái hình khác cũng trên bệnh nhân đó thì ví dụ như tôi để về hình ảnh này đúng không, tôi hỏi cấu trúc này là cấu trúc gì, nó rất là đơn giản, cái này hơi khó hơn nè, cấu trúc này là cấu trúc gì, một động mạch duy nhất nằm sau tĩnh mạch chủ dưới, động mạch thận phải, câu này tôi nói hoài không, thì bây giờ tụi em thấy đây là tĩnh mạch chủ dưới, phía sau tĩnh mạch chủ dưới thì duy nhất cái động mạch thận phải mình nói được thôi, trời ơi, sắp thi thì sao quên hết, từ đầu khóa nói giờ cuối khóa là quên hết rồi, đúng không? Hiển nhiên tôi sẽ lựa cái hình rõ hơn như thế này, nhưng mà rõ ràng đó là một cái động mạch duy nhất phía sau. Ok. Rồi, nếu mà thi cao hơn chút xíu nữa thì bỏ đắp lơ vô khối u này. Tôi chỉ nói cho mấy bạn hơi nâng cao lên chút xíu.
đúng không? Đây là một điển hình khác 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 trên Doppler lẫn trên hình ảnh, đúng không? Bằng siêu âm các bạn có thể thấy được. Coi lại nè, hiển nhiên để muốn cái hình ảnh đẹp hơn nữa thì chúng ta biết cách chỉnh. Nè, thấy hình đang hoa không? Nó chỉ có vùng trung tâm cái scar nó lan ra, nên tất cả những cái nó phải đi vào vùng trung tâm, thấy không? Cái hình nó là gì? Nên đây là một bệnh nhân trẻ tuổi, 21 tuổi, theo dõi một cái FNH. Rồi, cách thi tương tự vậy nắm rồi phải không? Rồi bên trái thì hỏi kinh hoàng, hỏi gì nãy giờ thì... Rồi, bây giờ làm trên ông này sẵn thu hình luôn, đúng không? Lấy làm đi. Ok. Hả? À? Em khỏi thi mà, không lo gì. Về thi. Công 13 review. Rồi chưa? Thi mà rớt nữa ráng chịu nha. Tôi rồi vừa nói cho điện thoại đưa lên quay quá trời vậy. Bắt đầu ha. Rớt. Khi mà tụi em đi phần thi thì tụi em không cần phải thao tác máy. Máy cần chỉnh gì đó cũng nhiều. Cái đó không chấm điểm tụi em. Lần trước cũng chấm điểm tụi em phá hồi hư máy. Em chưa rớt mà máy nó hư. Thôi. Thà tụi em đậu mà máy nó còn. Rớt mà máy nó cũng rớt luôn. Từ đây đến qua đầu tháng 7 đúng không? Thì... phòng tụi em được tập phòng số 7, từ 3:30-4:30 tụi em sẽ đổi qua phòng số 3 để tụi em về trễ hơn được. Phòng số 7 thì nhiều thiết bị người ta phải khóa lại. Ok, nên có thể được tập từ 3:30-4:30 thì phòng số 7, sau 4:30 thì tụi em dời qua cái phòng số số 3, phòng số 8-3.8 được đó, tôi chịu không nổi đâu, vô nó phá hơi mất công. Rồi. Ôn lại chút xíu bên trái à, rồi mình qua bên phải, hôm nay chỉ cho hết. Ngày thứ 6 tôi sẽ giảng bài gì đó, nói chung đó là tình sang, cho hết. Ủa thầy còn lý tiết chưa ông Biểu, có dạy không thầy? Dạ có, em trả nợ hết không? Rồi, ví dụ như đây, đúng không? Nếu mà hỏi cái này, rồi. A là gì? Chữ B là gì? Chữ C là gì? Tôi không trả lời. Chữ D là gì? Rồi, được chưa? Rồi, lưu hình lại. Ok. A là gì? Suy nghĩ nha. Rớt ráng chịu á. Thêm ra đây nữa cho nó hướng ăn. Rồi, luôn cái nữa. A là gì? B là gì? C là gì? D là gì? Không trả lời. Tôi chỉ nhiệm vụ vậy thôi. Tiếp tục. Từ trên đứng dưới nha. Rồi, cũng trên cái hình này. Đúng không? Một xíu mình phải nổi vô game chơi chứ. Thi cái còi số 1 phân thủy máy lưu cái hình về thu âm rồi tự giải quyết nhau là tự suy nghĩ sẽ ra mới không trả lời. Nghe là cái bịch á, biết cái bịch không? Là rớt á, rớt cái bịch. Tiếp tục nha, đi sau các em nín thở. Rồi. A là gì? B là gì? Ê, ê. Đúng không? Rồi, số 1. Tôi đã câu hỏi gì trên vị trí đó kệ tôi. Ok.
mấy bạn biết rồi đúng không, bên trái chừng nói chuyện. Rồi lưu hình lại, hôm nay chúng ta sẵn đề thi cùng nhau vậy là được rồi đúng không? Rất là fair. Lại ha, tiếp tục. A là gì? Rồi biết vậy là tốt rồi, không có trả lời thêm đâu. Rồi tiếp tục xuống dưới ha, qua cái hình này. Rồi các câu hỏi sau. Chăng lên hỏi cho đúng nha, hỏi cho đúng nha. Rồi câu hỏi C là gì? Đúng không? B là gì? Họ biết hết trơn rồi. Đủ chắc luôn. Luôn gì nói. Tiếp tục. Nhất sau em. Nín thở. Đúng nha. Rồi hình ảnh này đẹp đúng không? Như vậy thi hình rất là rõ. Cho đó mấy bạn không thể nào nói là không thấy. Đúng không? Nói nghe đúng nghe. Không biết nghe. Về. 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 Bê hoài hả? Nói gì đó. Có quyền trả lời sai. À quên hai chữ B hả? Không sao, mình hỏi câu khác. Rồi xuống tiếp ha. B là gì? Nếu 3 thì D là gì? Tại sao biết là 3? Sao biết phía cửa? Tại thấy đi được mấy cả. Tại đơn giản đây là dây chân tròn. Đúng không? Nghe dây chân tròn là dưới 3 và 4. Thế em thấy rồi 1 dây chân tròn là em không biết dụng gì nữa. Nghĩa là nó rất là thấp. Chứ đổi hết cái vô đó cũng mà là rồi nha. Mà các dọc trên gan bên trái có thắc mắc gì không? Như vậy là mà các dọc ha. Rồi ta hỏi đây hemangium đúng không? Đó thì câu hỏi nó rất bình thường, nên khi tụi em thi cũng người ta cũng hỏi vậy đó. Nhiệm vụ tôi chú thích các bạn là cắt dọc cái gan thôi. Nhưng không đúng là tôi không chú thích là tôi để cái hình bên kia cái đầu giòn sao thôi, nhưng mà thôi không làm khó mấy bạn. Rồi đó là cắt ngang của gan trái, cắt dọc. Đúng không? Rất là rõ. Đó không thể nào nói sai được. Hãy chú đi. Tôi đã dạy các bạn rồi thì các bạn làm cho đúng. Rồi
chưa? Có gì thắc mắc không? Ừ? Đây là dạ dày. Rồi, tiếp tục. Bên trái, hai cắt dọc, xin lỗi. Rồi. Cạnh phục lòng rồi đó. Cái đó cái gì? Rồi, cái đó là cái gì? Trả lời được không?
phải gì? Rồi cái phần bên trái có thắc mắc gì không? Đôi khi nó là một hình ống, đôi khi nó là như thế này. Các bạn phải lưu ý, đó cái đoạn cuối của thực quản các bạn vẫn có thể coi được nếu các bạn xin ý. Ok. Do đó nhiều khi những lúc này các bạn chỉ cần nhìn các bạn cũng thấy rồi, bên trái tạm thời ok ha. Như vậy nhắc lại bên trái những cái cấu trúc quan trọng: cơ hoành, chân hoành, chỗ nối dạ dày thực quản, tĩnh mạch gan trái, cửa, dây chằng tròn, đúng không, dây chằng liềm, thùy đuôi, các hạ phân thùy, các bạn nhận xét được. Vậy là căn bản cái phần gan trái có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Để mới cho hình tin nè, hít xong em. Để em cắt ngang hai cái bốn A nằm lên cao thì em quét từ trên xuống dưới. Rồi, thở. Hai bốn A dựa vô gì? Hai bốn A dựa vào gì? Thì trên mặt gan trái nó thì hai thì bắt buộc nằm đây. Bốn nằm bên này. Zoom nó lại hả? Rồi chưa? Rồi. Nhắc lại bên trái có gì thắc mắc không mấy bạn? Rồi, bây giờ mình qua bên phải. Thì bây giờ cái cách quét hồi nãy tôi đã hướng dẫn rồi, tôi quét như vậy thì mấy bạn cũng quét được, chứ không có đến độ nào quét từ từ, đúng không? Từ trên cao nè xuống dưới nè, thấy tĩnh mạch trên gan nè, nhắc lại lần này là nối dạ dày thực quản nè, động mạch chủ bụng nè, tĩnh mạch trên gan mình thấy rồi, thì bên này là 2, bên này là 4, đúng không, tĩnh mạch gan giữa, đúng chưa. Rồi xích xuống này thấy, bắt đầu thấy cửa đây, cửa trái đúng không, xích thấp xuống nữa thì này thấy dây chằng tròn, cửa nó nối nè, cái này nó nối với tĩnh mạch cửa nè, khi quét thấp xuống thì ra dây chằng tròn, đúng chưa. Về đây là 3, đây là 4B, đúng chưa? Thấy 4B này, thấy đây là tĩnh mạch, thì bên trái là 4B, bên phải con này, đúng không? Qua các dọc, cơ hoành, chỗ nối dạ dày thực quản, đúng chưa? Mạch chủ bụng, chân cơ hoành. Nếu qua đây là tĩnh mạch cửa, thì dưới cửa đây là phải là 3, đúng chưa? Trên cửa gần cơ hoành nó là 2. Cũng như mình quét hết qua, mình quét lui lại. Đây dây chằng liền. Thì dưới này là thùy đuôi. Các bạn thấy đây là cái ngón tay vậy đó. Cửa, trái, dây chằng tròn. Tĩnh mạch gan trái đang ở bên trái hoàn toàn. Thì em thấy cái nhịp đập của cái tĩnh mạch chủ dưới không, nó khác với động mạch không? Thành không đều, nó cũng thể thay đổi các áp lực của bên phải. Bên trái xong. Thắc mắc gì nữa không? Thì tới hồi hồi khỏi cần review nữa đúng không? Cái gì nữa? Review là review bằng bệnh lý thôi. Mà nghe khổ cho em ấy. Thì em về xuống cái hồi tôi đổi đi, khi được tập thì tìm y những cấu trúc nào. Nãy giờ tôi hướng dẫn với em nhé. Rồi qua bên phải, qua tới mặt ha. Mình nắm kỹ, hôm nay hướng dẫn mấy cái phần cắt ra rồi mấy bạn. Rồi bên trái không thì tư thế mình đang nằm vậy. Bây giờ chồng mình nghiêng, đúng không? Bữa hôm nói rồi, cái tư thế nghiêng rất là quan trọng. Nghiêng đi em. Bên trái này, mấy bạn thấy không? Muốn cứ để thẳng cái đầu trò này, để ngay thường vị, mình vuốt dọc theo bờ xương á, bờ xương nè, để sát bên nền. Và nhưng mà nhiều khi cho hít nhẹ vô nè, hít vô đặt đầu trò hơn sát, và thấy được cơ hoành làm tốt rồi, mình vuốt dọc theo, vuốt qua thấy tĩnh mạch cửa trái, thấy tĩnh mạch cửa trái, thấy không? Kế tiếp mình thấy được tĩnh mạch cửa chính, đúng không? Thấy tĩnh mạch cửa chính, rồi thở.
trên cái mặt cắt này. Câu hỏi thì ví dụ đây chữ N, đây M, đúng không? Đây là cái ống tròn tròn nhỏ nhỏ trên chỗ này nè, đúng chưa? Chữ K, rồi ở đây một cái ống khác em là, rồi để các em trả lời để coi là cái gì. N, xin lỗi, nó nằm ở giữa nha. N là tĩnh mạch chính. Chữ K cái ống tròn tròn hồi nãy thì là một cái động mạch căng đi hoặc động mạch căng phải. Nếu nó là động mạch căng đi phải, chữ L là gì? Động mạch ngoài gan. Không biết, không biết nó cấp cái thấp hay cao. Động mạch ngoài gan. Chữ M là gì? Tĩnh mạch chỗ dưới. Coi lại, đúng không? Để cho bên trái mình vuốt rất từ từ, đúng không? Thấy cái tĩnh mạch bên trái chứ, bên trái nè, thấy chưa? Mình vuốt qua mình thấy cái này chính nè, em bằng tối cái màu một xíu, em thấy động mạch gan không? Đường mạch không? Này đường mạch này, thì cái kia là động mạch, đó. Cái ống tròn nhỏ này. Mạch ăn riêng hoặc là mạch ăn phải, okay. Rồi từ cái đường mạch này mình tìm ống mạch chủ. Nó muốn tìm ống chủ thì cắt ra cái mạch cắt này là tụi em thấy được ống mạch chủ này. Quét qua phải thấy ống mạch chủ không? Đường mạch, xin lỗi, ống đường mạch vào gan không? Nó là cái ống rất là nhỏ mà mình vẫn thấy được, đúng không? Như vậy trong cái hình này, cái ống đen đen là cái ống nằm giữa, cái ống phía trước là đường mạch ngoài gan, phía sau là tĩnh mạch cửa, cái ống cắt gan nhỏ là động mạch gan riêng hoặc động mạch gan phải. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Đây nè, đây coi này, đó, đây là cái động mạch này, tại đang quét qua bên phải mà, đây, nhưng mà mình bỏ cái hình này đi, mình kéo xuống mình thấy đường mạch hiện ra. Hoặc là ngang hiện ra. Như vậy nếu mà tụi em đo thì tụi em vẫn đo được, đúng không? Inner to inner thì mặt này qua mặt kia thì của ống này khoảng chừng 3 ly, cái nó vẫn tìm được chứ không phải nó không tìm được. Như vậy tụi em khi thi tôi không nhất thiết có những hình khó, nhưng ít nhất là tụi em chỉ cái phương pháp để tìm, không phải lúc nào cũng dễ, nhưng mà hiểu là mình đang làm cái gì. Chứ không quét đại quá đại thì như thấy cái chụp đại cái chỉ cái ống cầm đầu dò ngược chỉ khác nữa, cầm ngược mà chỉ đúng cái hay chứ thầy cũng quẹo đầu ra chấm lại nè, không nhắc lại cái cách quét em nhẹ nhàng thôi ha, lúc nhẹ quá mình thấy nè, thấy tĩnh mạch cửa trái nè. Rồi trên cái hình này tĩnh mạch cửa trái thì cái này là gì? Dây chằng tĩnh mạch nha, cái chằng tĩnh mạch nha, cái sau lại nè, nín thở, quét ha, rồi thấy dây chằng tĩnh mạch rõ chưa? Rồi qua nữa thấy được tĩnh mạch cửa chính, tiếp tục kéo, khi kéo thấy được cái mạch rồi mình mới xoay thôi. Các em thấy cái mạch không? Rồi trên cái hình này giả dụ mình đừng có đọc những cái gì mình biết. Đây là tĩnh mạch, phía sau là tĩnh mạch chủ dưới, phía sau tĩnh mạch chủ dưới không cái ống tròn. Cái gì? Dù tụi em nhìn hướng nào cũng vậy, nó trước tiên là động mạch thần phải nha mấy bạn nè. Đầu tiên muốn tìm động mạch thần phải thì chúng ta tìm tĩnh mạch chủ dưới. Để sau này tụi em học Doppler, tụi em làm Doppler động mạch thận thì biết nó nằm đâu. Tìm tĩnh mạch chủ dưới coi, kiếm tĩnh mạch chủ dưới, em kiếm cái này. Thấy chưa? Đây em thấy tĩnh mạch chỗ dưới, em thấy đây là động mạch thần phải, là cái ống duy nhất mà em thấy được. Hiểu ý không hả? Nó là đọc cục kìa. Hiểu chưa? Tại vì có mình cái đó mình thấy được thôi, những cái khác mình đâu có thấy được.
nhớ không? Đầu tiên thấy tĩnh mạch chu dưới, đằng sau tĩnh mạch chu dưới có cái ống. Rồi lại hình túi mật nè, quét qua nè, rồi coi nè ha, đây là tĩnh mạch cửa chính nè, rồi túi mật, rồi mình xoay ra mình cắt túi mật cho nó đẹp. Khi khảo sát túi mật là người ta quét từ bờ này qua bờ kia, nếu em quét ngang, cắt ngang đến tận cái đáy, mình quét lên vùng cổ cho nó hết. Thở. Vậy như vậy là cái phần mà từ tĩnh mạch cửa trái qua tĩnh mạch cửa chính cho tới túi mật, đúng không? Có gì khó khăn không? Gì khó khăn? Vì em cứ cho mình nằm nghiêng, đúng không? Mình đi cái đường dưới sườn, mình vút nhẹ dọc theo ve sườn, em thấy đó. Vì em thấy ví dụ cắt ra được cái gì á, đừng có kéo nữa nó mất. Thấy ra được thì mình xoay đầu dò, mình quay hướng này hoặc hướng kia để mình làm cho cái túi mật nó dài ra. Để nó phải cắt cho đúng cái đồng trục của nó, đúng không? Theo cái mặt cắt dọc. Nhớ chưa? Tại tụi em lây hay với những cái cấu trúc sát cái vùng này mà ngon lành. Nó không có sót, thầm, căng. Đến mặt cửa này giãn đường mật mình phân tầng nó dễ. Đúng không? Nếu giả dụ như đường mật á, ở dưới thì nó bình thường, ở trên nó tắc nghẽn là hút plastic nữa. Ví dụ phân tầng đó, đúng không? Túi mật căng to, có túi mật có bị xuống thấp dần, thấp dần, thấp dần cho tới lần cuối đó một chút. Rồi ha, qua bên phải, tiếp tục. Như vậy khi tụi em kéo như vậy thì ngó tay tôi kéo là tôi kéo, tiếp tục kéo ha. Tiếp sau cái này, nín thở, rồi. Tụi em kéo qua bên phải nè, kéo tiếp tục kéo. Qua tới thật. Như vậy ở đây cũng là một cái mặt để mình khảo sát thật. Đúng không? Thở. Nghĩa là lấy gan làm cửa sổ để nhìn thật phía sau. Vị trí này cũng dùng để đánh giá gan nhiễm mỡ, đánh giá cái mức độ phản ứng của thận và gan. Đúng không? Thường gan nó bằng hoặc là nó hơn chút. Nếu mà hơn nhiều quá, bắt đầu là nhiễm mỡ, đúng không? Đúng không? Vậy đó thận thì tụi em cũng đo, tụi em cắt cái trục đầu dài nhất của thận, tụi em đo. Chỗ này là khoang Morrison để đánh giá nó tụng dịch hay không. Thì tụi em cắt ra được cái hình giữa gan với thận như này thì khoang Morrison tụi em có dịch là một cái lớp đen, tụi em thấy liền. Vậy ha, cứ để một cái mặt này, nhưng mà khi tụi em đưa cái đầu dò em hết lên trên, chú lên trên, cố gắng thấy được cái cơ quan bên phải. Trong trường hợp cái gan nó lớn quá thì tụi em khảo sát khúc trên lên xuống khúc dưới, khảo sát hai lần phía sau nè. Bây giờ mình quét ha, mình thấy được cái cơ bên phải, cố gắng thấy được cơ bên phải. Rồi tôi đang nói như vậy, nhưng mà nếu mà qua cái thêm mà cắt dọc rồi, đây là cắt dọc bên phải thì có nghĩa là đây là cửa, đúng không? Nghĩa là trên đây xuất vi 7-8, phải là 7-8, dưới đây phải là 5-6, đây là cái đầu, đây là cái chân. Tôi xác định đây là cửa, trên cửa là 7-8, dưới cửa là 5-6, đồng ý không? Nếu tụi em tinh lý nhìn kỹ đây, đây là một phần của tĩnh mạch chủ dưới, thì đây là động mạch, phải là động mạch thực tại. Tại vì tracing nó có liên tục, tụi em đừng có đứt khoảng. Nhưng có đứt khoảng thì tụi em vẫn phân tích được. Nhưng mà mình phải biết chứ, mình cứ chú ý vô cái đó một cái con lại ha. Cái sau nếm thở nè, mình quét ra ha. Đây các em để ý nè, đây tính là cửa phải nè, đúng không? Nếu cửa phải trong trường hợp này thở, tôi thấy được cửa phải rồi. Dưới cửa phải đây mà nằm gần cái mặt đây rồi, thấy cái mặt rồi. Trên cửa mà trên 5 nữa, đây là 8. Thế mà tôi cắt ra cục u nằm đây. Tôi hỏi xác suất cái này là u này thuộc hạ phân thì mấy là nhiều nhất, là tụi em phải nói vô, đúng không? Cái ống tròn tròn này, đồng mặt thần mãi nè. Đây tính mặt chiều dưới nè. Được không? Các bạn có theo nào không? Hỏi gì cứ hỏi nha. Rồi kéo qua hết, mình kéo qua suốt bên này. Tôi đang nói cái mặt dưới sườn nãy giờ khảo sát cho các bạn. Rồi
trong trường hợp thấy cái này, người ta thấy thận, thấy gan, ở đây một cái u nằm ở đây, nếu như cái xấu nó thấp quá rồi, đúng không? Xuống dưới tiết kia này thận rồi, rồi cái này là cấu trúc gì? Cơ thắt dương chậu, bởi vì thận nó nằm trên các cơ thắt dương chậu nè, đúng chưa? Rồi coi thử lại đúng không nè, thì phía sau là cơ thắt, có cơ thắt dương chậu đó, nguyên có cơ nè, đúng chưa? Rồi đó là mặt dưới sườn, cũng cái mặt dưới sườn này cũng rất là quan trọng ở tư thế bệnh nhân nằm nghiêng, thay vì cho bệnh nhân nằm ngửa chú lên thì tụi em này ngó tôi đang đi cái điểm bên trái nè, đúng không? Tôi bếp từ trên xuống dưới, tôi hướng qua bên phải chút xíu xuống đây thấy hình lần này, đúng không? Rồi tôi thở bình thường nè, ở đây giống như vô tình ở giữa cái này là khoảng lên đây là lên mặt, có nghĩa đây là phải là trái, đúng không? Nếu mà tụi em cắt cái đường mật mà nó giãn tương tự như vậy, nó có phân âm trong mộng, đây là u plastic, là u ở ngã ba, nó lại được cắt mặt, đúng không? Đó, phải trái nó nối nhau vậy đó, thấy không? Giống như là cái cây có gì dấu ấn xuống vậy đó, thì nó là giống cái chặn ngá mà, đúng không? À, nhắc lại bên này, rồi qua bên phải mặt cắt ngang ở tư thế nằm ngửa này, cho bệnh nhân cũng tương tự, hít sâu, khi bệnh nhân hít sâu thì mình không có đè vô cái gan, người ta hít rồi mình mới để vuốt nhẹ theo bệ sườn nha, hít vô nè, rồi vuốt nhẹ nè, hướng lên trên cao nhất, thấy cái cơ hoành màu trắng đúng không, vuốt từ trên vuốt xuống, rồi cái này thở, cái này là gì? Vậy là trên gan phải. Sau lại này là quét từ trên xuống dưới ha, đây thấy tĩnh mạch trên gan phải, nếu mà tĩnh mạch trên gan phải như thế này xích xuống đây thận ha, nếu tĩnh mạch trên gan phải thì bây giờ phải là nằm bên nào đây, đúng không? Phải bên này là 8 đúng không? Rồi quét từ trên xuống dưới nữa, thấy thận rồi, thấy cái nhánh tinh mạch cửa không nè, cũng dần quét lên hết. Như vậy cái mặt bên này tôi chỉ nói với bạn, ở cái hướng mà mình đi như vậy thì nó sẽ hơn lợi điểm của so với cái đường liên sườn là tụi em coi cái mặt trần, cái người đứng như này mình nhìn lên này, cái còn bên này mình nhìn xuống nó vẫn cứng cái xương sườn mình không thấy được, nên những cái tổn thương mà nó nằm mé này sâu nghe kín thở, nhiều khi mình bỏ sót. Nếu em đi đường liên sườn những cái tổn thương bên này dễ dùng thở, nằm bên này bỏ sót, dù rằng đi cái đường liên sườn rất là rõ, nhưng có một cái mặt cắt đối những lý mà nó có yếu tố nguy cơ cao như viêm gan mãn tính thì tụi em sẽ đi cái đường này. Ok, rồi cũng nằm im tư thế này, mình nhân tư thế này mình có thể đi cái đường liên sườn đây. Một cái, cái cho bệnh nhân nằm mà giơ tay cao là cái khoảng gian sườn nó rộng ra, thì cái này mình fit chứ không phải là khép lại vậy, đúng không? Bệnh nhân nằm phải để tay lên cao chứ không khép vậy, khép vậy nhất là mấy bà già nữa, cái khoảng gian sườn nó nhỏ. Có một số trường hợp người ta phải khép xuống nhìn rõ hơn, trường hợp nào đôi khi tôi cũng áp dụng in some special case, nhân bị viêm cảnh
có thể vừa vô chen lấn, chen lấn đông quá ngợp rồi vô rất hào hứng. Chị giang tay lên, bà vừa mở lên thôi để xuống nhìn rõ hơn, chóng mặt quá say. Chuyện nói đùa nhưng mà thiệt, chịu nổi, xin lỗi chịu nổi, kiếm cửa sổ khác coi chứ biểu giơ tay lên chịu nổi. Lấy trong trường hợp đó xếp cánh lại siêu âm tốt hơn để còn làm cả sau nữa. Rồi thì mình đi đường liên sườn như thế này mấy bạn thấy không, cố gắng đi đường liên sườn là mình làm sao mình không thấy bị cái bóng lưng của cái xương sườn nó che. Hiển nhiên một số trường hợp mấy bạn phải cắt kiểu này, mình không thể nào mình tránh được cái xương sườn. Những cái bài già bị cong lưng khoảng xương sườn nó quá chặt. Tuy nhiên với hình ảnh này, giả dụ một khối u nó nằm đây mình vẫn thấy, nhưng về bố cục hình ảnh thì không được tốt. Tại vì sao? Cái xương sườn nó cao cong lưng như thế này, nên tốt nhất mấy bạn phải đi từng đoạn xương sườn một. Nó như thế này, một cái hình chúng ta tương đối là cái diện khảo sát rộng và có thể so sánh, hiểu không? Thì mỗi cái liên sườn nó cho chúng ta coi được một cái khúc nhất định, một cửa sổ coi vừa phải, giống như con ngựa vậy, nó bị che mắt coi khúc này qua cái sông, mỗi cái nó khác nhau. Tuy nhiên về mặt không gian của cái siêu âm nó khác CT scan, là cái mình quay chút xíu là cái mặt cắt nó khác rồi. Cho dù mặt cắt có khác đi chăng nữa thì những cái mốc giải phẫu không thay đổi, thì chúng ta có lạc đường rồi chúng ta quay về những cái mốc ban đầu. Ví dụ như bạn thấy được cái tĩnh mạch gan, đúng không? Không biết cái nào, mình dò dọc, mình cứ quan tâm đến cái tĩnh mạch gan nó nối với cái gì, nó tương quan gì, rồi từ đó mình dò dọc ra ngoài lại. Nghe, nên nhiều khi mình cái hơn mà mình đang làm cái thời gian động mình không có sợ. Mấy bạn ví dụ nhìn đây, đúng không? Mình phải coi theo thứ tự. Nằm ngửa mà. Vậy ví dụ như trong trường hợp này, nằm tư thế ngửa mình vẫn cắt túi mật mình thấy rõ, nhưng cái hồi nãy tôi nói quay về một số trường hợp khó khăn thì tư thế nằm nghiêng trái là tư thế hợp lý. Còn mấy bạn thấy rõ rồi không nhất thiết phải bắt nằm nghiêng. Tuy nhiên nhắc lại đối với bạn, những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ ví dụ viêm gan siêu vi mãn tính, sơ gan, thì mình cố gắng overlap, có nghĩa là sử dụng nhiều cái window cửa sổ khác nhau để mình đánh giá cho tăng cái độ chính xác. Cái mình nhìn cửa sổ này thì khác, nhìn cửa sổ kia thấy khác, đúng không? Thậm chí là những cái gì, những cái tổn thương của trú nhỏ 1-2 cm đâu lại, nhiều khi giống một sơ gan mà nó lớn hoặc là nó cái bờ nó bị cong, bị lồi lõm thì mình cũng dễ bị lầm tưởng, đúng không? Nhìn mặt cắt này sao giống u quá, nhìn qua mặt cắt kia cũng khác, nó giống u. Thì chừng nào mình nhìn các cái mặt cắt khác đều nó thuyết phục mình bị u thì mình nên làm. Thứ hai là sáng tôi giao ban khoa, tôi mới nói nhiều bác sĩ hay ghi là chẩn đoán u gan chưa đọc bản chất. Cái câu đó theo tôi là thừa, đúng không? Giờ mình là đi theo, mình là follower, nghĩa là mình theo thế giới đó. Giờ cái câu tiếng Anh là u gan chưa đọc bản chất, ở trong các cái cuốn sách chẩn đoán cũng như bệnh lý người ta ghi làm sao. Nên tôi nhắc lại có những cái từ mình giống như mình ghi để mình thủ cho mình vậy đó, đúng không? Hiển nhiên bằng hình ảnh sao đọc bản chất được, đúng không? Gợi ý, tôi đồng ý dùng từ gợi ý. À, u này gợi ý hemangioma, đúng không? Còn không biết cái gì thôi, u gan chưa đọc bản chất, nó hơi thừa, giống như mình thủ quá. Theo ý của tôi, cơ quan mình nói nó hợp lý nghe. Nhắc lại cái mặt cắt này, khảo sát cái mặt dễ không? Dễ, không có khó khăn. À, mình khảo sát, khi nói khảo sát cái mật để em quét, để em tìm ra được cái mật. Ví dụ như em trình bày và em cắt cái đường liên sườn, đây em thấy cái mật, mình để vô tương tối giữa màn hình. Khi khảo sát cái nào màu đen, khoảng tối cái màn hình lại, đúng chưa? Tại sao khoảng tối màn hình? Bản chất đó là cái gì trả lại cho nó cái đó? Nó là dịch thì nó bản chất là màu đen. Còn nó màu trắng nhiều, các bạn tăng lên, ví dụ trong trường hợp này sáng quá, đúng không? Ông này không có polyp với ông gì hết. Nếu sáng quá thì mấy bạn không đánh giá hết được mức độ tổn thương, đúng không? Tối quá cũng bỏ sót tổn thương, tốt nhất
tăng lên giảm xuống, nhưng mà mình trả về bản chất, tại vì cái dịch mật là nước, nước là phải màu đen. Đúng chưa? Còn để rõ hơn nữa, rõ ràng cái view khảo sát mình không cần quá to, có thể là nhỏ lại. Tôi chưa phát được cái tính năng của cái bộ này nữa. Cái máy này không phải máy của tôi. Có nghĩa là mình giảm cái trường khảo sát lại, thay vì mở rộng thì nhỏ lại. Nếu có sỏi nhỏ lại, đúng không? Mấy cái dấu hiệu để làm tăng cái độ phân giải, tăng tần số, chỉnh focus window, giảm diện tích khảo sát, rồi gì nữa? Thay đổi góc, để nó càng vuông góc. Ví dụ như cục sỏi thì cái bút linh nó càng rộng. Ok. Cái phần gan bên phải mấy bạn có thắc mắc gì không? Bên trái nó hơi phức tạp hơn, tại vì nó xuống sẽ dính tới phần đầu tụy. Bên phải thì nó dễ hơn, thứ hai là cái diện tích nó lớn. Mấy bạn khảo sát vẫn bình thường. Lưu ý mấy bạn làm có một số trường hợp đảo ngược phủ tạng vân vân, mấy bạn vẫn kết luận bình thường bởi con đơn đó. Đảo ngược phủ tạng chứ không phải là mô tả đã rồi nói lung tung. Cứ bình thường nó nằm bên trái thì coi như gan nằm bên trái, nó nằm bên làm không hết là mở lên là ở người phụ tạng. Bên gan bên phải mấy bạn có thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì tôi xuống phần tụy à? Không thắc mắc ha. Giờ xuống phần tụy. Hồi nãy mình chưa đi cái phần động mạch chủ bụng nữa đúng không? Cái phần thận bên phải, nhắc lại mấy bạn khảo sát không có, ngay cả bệnh nhân nằm tư thế nằm ngửa à, có nhiều bác sĩ tôi thấy họ siêu âm là bắt bệnh nhân nằm sấp rồi, tôi thì không bắt. Ví dụ như nằm đây mình vẫn lấy gan làm cửa sổ, mình vẫn khảo sát thận bình thường, có gì đâu khó mà mới gì vậy bắt bệnh nhân phải nằm sấp. Nhưng lần yên nghỉ mình vẫn lấy một phần phân tuyến xấu, ăn tuyến xấu mình khảo sát được. Nên nhớ khi khảo sát thận bắt buộc phải xác định cực dưới của thận, không thấy cực dưới là coi chừng fuse, hay là thận đôi, hát nữa, thận một nửa, hoặc thận lạc chỗ nó thấp quá. Có nghĩa là mình nhìn bên này không thấy cực dưới, nhìn bên kia không thấy cực dưới, nhìn cái thận có vẻ nó đổ vào hướng vô cái đường giữa, coi chừng thận một nửa. Trường hợp bị ở đâu? Cần Thơ, ông nào Cần Thơ? Mổ đó vô sỏi cắt cái hồi cuối cùng người giúp luôn cái thận một nửa, xong rồi ra bế để ghép thận, nhớ không? Cách đây mới 1 năm. Nên đầu tiên là chẩn đoán ảnh à, không kết luận trên lâm sàng. Lâm sàng thì chẩn đơn giản mà vô thận móng ngựa, mấy bạn nên nhớ khi lạc chỗ mạch máu kinh khủng bất thường, cứ khui khui ra rồi cắt, rồi cầm cắt, cầm rồi cắt luôn thận à, mình bị ở Cần Thơ cái ca cuối cùng như đền tỷ mấy kết thận luôn cho thận, đây là do mình quậy vô rồi hư luôn. Như vậy nhắc lại, nếu hơi khó khăn thì có thể cho bệnh nhân nghiêng nhẹ thôi. Đối với thận tôi cho nghiêng khoảng chừng 30 độ này, là mình có thể khảo sát được rồi. Mấy bạn hiểu ý không? Đừng có cho nó nằm nghiêng hết rồi nằm sấp rồi vân vân. Thận phải có gì thắc mắc không? Chút xíu nữa tới tụy thì thận trái cũng tương tự. Và đối với lách cũng vậy, đúng không? Mấy bạn kiếm lách đâu có khó khăn. Lách thì nó nằm cũng tương tự gan nhưng mà nó hơi ra sau chút xíu, đúng không? Các bạn đừng để phía trước này khó nhìn, sẽ đụng dạ dày, né cái dạ dày đẩy thẳng cái đầu dò ra phía sau nè, tôi để vô là tôi thấy lắp rồi, thấy chưa? Nghĩa là nằm tiết ra phía sau sau đây nè, thế đó mấy bạn bỏ đầu dò tiết ra này nhìn, chứ mấy bạn để đây sẽ đụng bao tử, đụng bao tử với ảnh mấy hoài hơi đâu có thấy, trong cơ sở đâu thấy đâu, thấy không? Tôi để phía trước tôi đâu có thấy đường bao nhiêu đâu, mà đụng bao tử đâu, đẩy ra phía sau. Đối với lách tôi không nhắc lại, tôi không kết luận to nhỏ mà tôi đo không à. Còn dừa quá to khỏi nói, không đo. Như 9cm to 9, 10 đâu 10. Còn không nói to kẹo, mà không nói không to kẹo luôn, bỏ kết luận. Còn nếu bạn làm nó sàn thì mấy bạn phải so sánh. Lách. Rồi, thận trái. Thận trái cũng tương tự vậy. Mình có thể sử dụng lách góc
lách và thận trái để mình coi gì, một số trường hợp bướu thính đường thận đã nằm ở góc này, nên mấy bạn phải vừa thấy được sao, vừa thấy được thận trên thận trái và lách thì sẽ tìm u trước đường thận ở cái vùng lay quay ở đây, nên mấy bạn đưa gọi hơi tiếp ra sau chút xíu, đúng không? Mình vừa coi thận vừa coi lách ở trên. Một số trường hợp mấy bạn khảo sát nửa thận xong mấy bạn chuyển xuống nửa thận còn lại, đúng không? Đối với cái lách bên trái thì thường tôi phải cho nằm nghiêng chút xíu để nó đủ, nó không có được giống như cái gan để nó phủ đủ sâu mà không được nằm nghiêng, nhưng cái lách bên xin lỗi cái thận bên trái là cho bệnh nhân nằm nghiêng chút xíu, đúng không? Thì mình khảo sát nửa cái còn lại. Cái thận mấy bạn có gì thắc mắc không? Cũng tương tự, nếu bạn thấy được cực dưới thì mình yên tâm. Còn phía sau thận trái mình thấy bó cơ sót. Những cái sỏi niệu quản đa phần là chúng ta kiếm được bằng siêu âm. Nếu bạn chỉ làm kỹ, điều chỉnh màn hình vừa đủ, điều chỉnh cái niệu quản cũng chứa nước tiểu, nhưng mà do cái thành này, bên bờ này qua bên kia nó khoảng 10 ly đổ lại, nó không như túi mật, nên mấy bạn để gan sáng quá, mấy bạn sẽ bị lạc đường, mấy bạn còn tối nữa. Thì cái đường niệu quản nó sẽ tối hẳn, nó sẽ dẫn đường cho mấy bạn tìm. Còn mấy bạn để sáng quá thì mấy bạn sẽ không thấy, mà tối là giống như ở đây tiếp phía sau là cái gì đó bạn nhá, cái màu đen phía sau là gì, là cái gì, niệu quản à? Đâu phải cái gì mà chú bụng, trời ơi chứ cái gì đâu, thì mình đứng bên trái mà mình nhìn cái thận, mình nhìn xuyên qua thì nó là mạch chú bụng, thấy chưa? Rồi cái phần thận lắp có hỏi gì không? Rồi đây. Rồi theo ý mấy bạn thì sao? Thầy Phương vậy chứ? Thầy Phương dạy bài thầm chưa? Thầy Phương dạy tiếng lặng, dạy chưa? Thầy Phương dạy sao? Rồi. Rồi cái nào quan trọng? Khi nào nói thận to? Khi nào nói thận teo? Buổi sao học rồi cho kỳ vậy? Khi nào nói to? Lớn 12. Khi nào nói teo? Sách vở ghi hay tụi em chế? Khi nói to, nói nhỏ, nói teo hay gì thì tụi em phải có cơ sở. Vừa theo em tôi cao hay lùn? Hay lùn hay cao, cái này có bất thường hay không? Hiểu ý không? Nhưng cái thông số tôi đưa ra nó mang tính eyeball, có nghĩa là cái suy luận nó tương đối có giá trị thôi. Dĩ nhiên, thứ nhất thận teo là đối với thận dưới 7, 80 còn to lắm. Ok. Dĩ nhiên khi teo, cái gì teo? Tôi mới nghĩ teo thì cái gì nó cũng teo. Nhỏ thận cũng teo, đại thận cũng teo, bể thận cũng teo. Đúng không? Chứ tương lại thì nó... Vậy thì khi nó thận teo, tất cả mọi thành phần nó phải nhỏ đi. Ngang đầu là vỏ thận phải nhỏ hơn 10 ly, 15 ly, khác chừng hơn 12 ly. Phần vỏ đó không nhỏ theo. Ngay khi nhỏ theo thì nó sẽ thay đổi cái gì nữa? Thì đa phần những bệnh lý thận mãn đó là gì? Bệnh lý chủ mô thận, tức là vùng vỏ thận nó sáng hơn, phân biệt vỏ tủy nó phải giảm đi. Có nghĩa là nó có sự đồng bộ như thế này đó, chứ không thể tự nhiên nguyên cái thận bình thường cái nhỏ lại rất là dễ thương, làm gì có chuyện đó. Có nghĩa là nó bệnh gì nó mới teo, tụi em hiểu ý tôi nói không? Và ngược lại to, khi nào thận to? Tại khi mà tụi em nghĩ tới những bệnh lý đó thì cái tụi em cung cấp thông tin để phản biện lại cái tụi em nghĩ. Chứ không phải cái to, nó teo, teo không, tụi em gì chẳng hiểu. Ví dụ, thứ nước, nó tắc nghẽn như vậy á, một tự nhiên thận to đùng ra, có sỏi này, có hướng nước, thận nó phải to.
mở nước độ 2, độ 1, độ 2, độ 3 gì đó thì theo cái cách học mình rồi. Nhiều khi to. Hai là gì? Áp xe thận, u thận. Ý là nó phải có một cái bất thường gì đó nó làm nó to ra hoặc là nó nhỏ đi. Các bạn hiểu ý không? Ví dụ ứ nước khu trú là một đài thôi hoặc là ứ nước nguyên cái thận. Khỏi bể thận nhiều quá. Cái to toàn bộ chứ không thể nó to một chỗ. Đúng không? Ứ một cái đài dưới thôi thì nó phình một cái đài dưới thôi. Tương tự cục u thì nó bự khu trú. Nên tóm lại khi nói nhỏ là theo ý của tôi có nghĩa là làm mấy bạn phải đánh giá những cái hình ảnh đi kèm theo thằng nhỏ dưới 7, cái bạn đo mà thấy dưới 7 là có vấn đề. Trên 7 không nó có nhiều bạn ở đây có thước rưỡi, thước tư rồi thận 10cm đâu ra nó 9cm là cũng ngon lắm luôn, 8 cũng còn ngon rồi, đúng không? Nhưng mà nó bình thường, nhỏ nhưng mà nó bình thường. Rồi nói gì nữa, cái thận, thận là một cái khó. Mấy bạn đừng đùa, may mắn là thận là một cái cơ quan ít tổn thương mọi đều sỏi. U thận rất hiếm, ung thư thận rất hiếm, AML thận rất hiếm. Thôi chấn thương thì họ nói rõ ràng, té cái đùng ngựa đá ăn bắt bể thận, cái chuyện nó khó bàn, đó mình chẳng nói được. Nhưng những bệnh lý phức tạp của thận không có. Các bạn chủ yếu trả lời có sỏi không? Không sỏi. Có u không? U thì quá, thận hiếm lắm. Như vậy còn bệnh lý thận còn gì nữa? Dạ xin thưa, thận teo nhỏ, vỏ thận mỏng, bệnh lý chủ mô thận. Bằng hình ảnh không nói được điều gì. Để nói về chức năng, dạ thử mua creatinine, thử độ thân thải đủ thứ, nước tiểu đủ thứ hầm mà làm mới dám kết luận. Như vậy chúng ta khá là yên tâm bên phần thận, có nghĩa là có thể thoát được. Nhưng không chính vì cái đơn giản với bạn chưa ông biết, các bạn sẽ sao? Dễ dàng bỏ qua, quẹt, không khó qua, quẹt. Những cái tổn thương ung thư thận nó bắt đầu y như là một cái đài thận vậy, hay cố kém. Nên lưu ý là đối với thận chậm rãi, dù bệnh lý về mặt dịch tễ nó ít nhưng mà không phải nào không khó. Hiểu ý chưa? Cái ý thứ hai, bệnh thận khó nữa, mà cái bệnh thận đòi hỏi các chị cao cơ hơn lên chút nữa, đó là bạn phải học Doppler. Bệnh lý gì cần Doppler thận? Cao áp, một thông thường nhất, cao áp vô căn, phải tìm nguyên nhân có hẹp động mạch thận hay không. Thứ hai, tổng yếu tiểu máu. Tiểu máu là phải xác định coi giò có AVM, AVF gì không, không động tĩnh mạch, đúng không? Giò động tĩnh mạch thì nó gây ra tiểu máu, thì tụi em làm Doppler để thấy được mọc máu tới máu lui sao, đúng không? Thì ở đây làm cũng rất nhiều ca AVF rất hay. Rồi cũng vì nơi nào mà giàu bằng máu thì đa phần nó phải liên quan tới Doppler, nên mấy bạn phải học Doppler để biết những cái phần khác, ví dụ như ung thư thận hoặc là cái AML là một cái u cơ mở mạch máu, angiomyolipoma là u cơ mở mạch. Đó thì tôi chỉ nhắc lại, bệnh lý thận không khó, thậm chí mấy bạn mới ra rất tự tin siêu âm còn làm ơn. Riêng cá nhân tôi chia sẻ với bạn nghe, đừng không đụng chạm với ai. Sỏi thận một là thấy rõ ràng, đo thì kêu sỏi, đừng không thấy thôi liên tin giấm tấm hơi tránh tránh mà nhiều sỏi lắm nghe. Vậy uống nước đủ cái mặt nó phù như tại vì một là thấy, hai là không thấy, còn cái chấm chấm tránh tránh là không phải sỏi đâu mấy bạn. Cái bạn đo được 4 ly cho lên tôi còn tin, còn nhiều khi không đo được gì thấy cái chấm chấm ngắn như kêu sỏi. Tuy nhiên mấy bạn làm vì mục đích khác thì tôi không nói, nhưng mà làm ơn sỏi là phải đo được, thấy được cái khoảng cách kích thước một cách cụ thể. Nên nhắc lại, thận là một cái dễ nhưng mà dễ bỏ sót. Cái ý thứ hai là sỏi niệu quản, nếu mấy bạn về tuyến cơ sở không cần x-quang, những sỏi thấu quang cắt luôn, siêu âm máy mà tương đối chút, tôi nói thường thường thôi, chỉnh gan chuẩn một chút xíu, tìm cửa sổ. Mới ban đầu mấy bạn tìm sỏi niệu quản khó khăn, nhưng mấy bạn làm vài lần đi, hãy học nó,
chứ đừng thấy khó thôi, mẹ đưa CT cái này thôi, đưa X-quang các bạn sẽ không có được kỹ năng tìm phỏng liệu quản. Sỏi liệu quản có làm mấy bạn làm rất dễ, hiển nhiên sỏi liệu quản là phải có nước, nó nghẹt mà không nước, nước ít thì nước nhiều. Nên có hai cách coi, một thấy ứ nước thận, coi cái khúc đầu có gì không, khúc đầu dễ coi, khúc không thì chậu có coi, đúng không? Thứ hai là nhảy xuống bằng ngoài coi liền nó có dưới đoạn chậu, nó có kẹt sỏi liệu quản rằng nội thành hay không, không có mình tìm tiếp. Tôi dám chắc với bạn, nếu mà các bạn cố gắng tìm chừng 5-10 lần như vậy, các bạn có một cái kỹ năng tìm sỏi liệu quản. Còn mấy bạn cứ nghĩ là siêu âm không thể chẩn đoán, hoặc là thôi làm gì nó bất công, mấy đạn đưa cho mấy ông X-quang, mấy ông chụp CT cho nó rõ rồi, thì bạn không có cái kỹ năng. Mà kỹ năng đó theo tôi huấn luyện khoảng chừng 5K, 10K là mấy bạn tìm không gì khó khăn hết. Được chưa? Để là xong phần thận nha. Hàng đầu hồi nãy tôi nói cứ dò từ trên xuống dưới, thứ hai là phải đi từ tại, đặc biệt là mình sẽ bước hai cái đại tràng lên và đại tràng xuống hai bên, nên mình không có đi mặt trước mà mình phải đi mặt hông, cũng giống như khảo sát lắm phía sau nữa, cũng như mình dò dọc ra vặn cái gen tối lại. Mấy bạn tìm được, tôi thấy hầu hết tôi tìm 10 gặp tôi tìm hết 9K, nhiều khi tôi lười biết, nhưng mà biết rồi lười biết được, chưa biết thì đừng lười biết, tôi tìm được, hiểu không? Tại vì cái dò cứ dò, đừng có để cho cái điều quản giảng nó mất đi, cái dò dọc từ từ thì không thấy. Hiển nhiên có một số ca khó mình không nói, nhưng đa phần 80-90% là tìm được. Nói thì dễ nhưng mà có ca đi rồi làm thì sẽ thấy không có gì khó khăn. Rồi phần bàng quang, từ 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 sẵn niệu rồi xuống đây luôn. Phần tiền liệt tuyến thì mấy bạn lưu ý cũng như vậy, phía sau cấu trúc dịch thì làm cho có hiện tượng tăng âm, nên ở đây nó sáng hẳn lên, đúng không? Tại phía trước nó là nước, nên ví dụ như ở đây ghi đây là màu trắng này là do hiện tượng tăng âm, đúng không? Do đó khi khảo sát bằng quang làm ơn cũng vậy, phải trả về đúng bản chất nó là màu đen vì nó là nước, không có để sáng quá. Nếu mấy bạn để sáng nhiều, mấy bạn sẽ bỏ sót những cái gì, ung thư TCC, đúng không? Mình phải cẩn thận. Nên trong trường hợp này, nếu mấy bạn để như tôi để cái này, cái gen nó hơi lớn thì rõ ràng có khả năng tôi bỏ sót, nhưng mà mấy bạn cắt cái gen nhỏ lại thì bạn thấy được cái bờ, đúng không? Rất là mỏng đỏ, thậm chí là một cái polyp mấy bạn cũng thấy, thậm chí mấy bạn còn thấy luôn cả cái đường nước tiểu nó đổ vô trong bàng quang. Mình sử dụng siêu âm Doppler để mình thấy được cái nước tiểu vô trong bàng quang như thế nào. Thấy được không? Có thấy được nào chưa? Hả? Tại vì một cách để tụi em tìm cái gián tiếp là coi nó bị tắc nghẽn không á, thì tụi em tìm cái tia nước tiểu nó phóng vào đó, mình bỏ sót đó ha. Thì cái lỗ liệu quản nằm bên mép này, bây giờ mình bắt cái hình lại bên này nè, mấy cái màu ở ngoài là cái gì mấy bạn, nên người ta mới nói có màu chưa chắc có máu, nên đừng có nói miếng có màu. Khảo sát cái vùng bàng quang cũng đừng có đè quá, đè vừa vừa thôi, đè quá thì chuyện gì xảy ra? Chú kể cái chuyện đi tiện tàu điện ngầm của Pháp chứ? Pháp và châu Âu là vấn đề đi điện ngầm là một cái rất là phổ biến. Thì anh mà xuống điện ngầm nó đông, tới giờ tan sở các bạn thấy ở nước ngoài đông lắm, đứng sát sát trong xe buýt mình để đứng sát kìa. Thì cái ông đông đứng áp sát vô cái bà đó, đứng đằng phía sau áp vô mông bà. Nhưng bà thấy nhột nhột, ông làm gì vậy?
đâu có làm gì đâu, xin lỗi trời, mới lãnh lương thì cất vô túi chứ đừng để sau nó mất sao. Ông đi hội thổ lắc lắc thôi, ông làm gì dưới đây ai phát lương mà tăng lương nhanh dữ vậy. Thôi đừng bắt đầu nói bậy gì. Coi lại lần cho mấy bạn thấy nha, cái này mấy bạn nếu dùng màu mấy bạn thấy cái hoài đó. Chắc hôm nay cũng khô máu. Thôi quay lại cái chuyện bà lại à, tiền liệt tuyến mấy bạn đo nè, nhắc lại à, tiền liệt tuyến là một cái không có khó đo, tuy nhiên hình ảnh phải rõ ràng. Tụi em thấy lờ mờ không được cái gì hết, thậm chí đo tôi không biết mấy bạn đo cái gì nữa. Bây giờ mấy bạn thấy bờ không rõ thì mấy bạn chỉnh cho rõ, đúng không? Chỉnh sao mà những cái nút nó về. Thậm chí mấy bạn chỉnh cái nút sao nhìn cho cái bờ nó rõ ràng, sắc nét. Bây giờ mình biết mình để cái vị trí đo nó nằm đâu, đúng không? Chiều đo chiều ngang này. Có nghĩa mình cũng thấy biết bờ này qua bờ kia. Còn tụi em nhiều khi tôi đo lên mà hả, chỉ màn hình lần năm ngón thầy thấy không? Năm ngón với mấy ngón, chắc ai không nhìn ngón nào kìa ổng. Em đây thì được tiếng một cảm giác hồ tôi nhức đầu. Chỉ lần năm ngón đó, bây giờ như đo mình thấy tương đối là rõ, có bờ. Cái đoạn dụ đó tối kỵ nha, thi bất đức của mày không chỉ lần năm ngón nha. Chỉ tương đối thấy, thậm chí là tụi tôi sẽ bắt đưa mũi tên thì chỉ, thế là ông chỉ quay mũi tên họ nhìn xây. Rồi qua mặt cắt giọt cũng tương tự như vậy, đúng chưa? Tụi em làm sao cho nó rõ ràng. Nhưng mà đối với tiền liệt tuyến thì một cái bệnh lý mình cũng thường gặp nhất là gì? Phì đại. Tụi em có hai cái từ tiếng Anh tụi em lưu ý, phì đại là PPH, PP là benign, đúng không? Là lành tính. Thì P nữa là prostatic, là tiền liệt tuyến. Thì H là hyperplasia, loạn gì tăng sản. Nhưng mà hyperplasia là từ của nhà Anabat, tăng sản. Sao mình biết tăng sản? Nên sau này người ta, em thấy nếu đọc sách người ta hay dùng chữ PPE, chữ E đó, E. Tại vì tôi không biết nó tăng sản hay là ung thư. Nhưng ta ghi nhận về mặt hình thái nên chữ E là enlargement, là to. Nghĩ tìm được tiếng to lành tính, chứ còn tăng sản hay gọn sản thì gần sản thì tôi biết. Cái pin của nó nhiều kệ nên người ta dùng chữ PPE. Nên tụi em lưu ý, một số kết quả tôi sinh thiết tôi hay ghi chữ là PPE. Chữ E là enlargement, là làm lớn, đủ rất. Nghe dù làm lớn ra không? Con cho chuyện vui nữa nha. Mình tắt máy thâu âm này không thâu nha. Có cái ông bà đó, ông Lạc lên nó còn đảo. Mà không gì ăn hết. Không còn đồ bản gì ăn hết. Cái bà này rất thương ông. Thôi em nghĩ thôi em cắt bộ ngực ra mình ăn. Ông định anh nếu không, anh thả chết chứ mà nếu cắt ngực em rồi thì anh không thể sống được. Không có bộ ngực thì anh không sống được. Chị cũng không biết ăn hết, chị biết giờ bả là hy sinh rồi. Ông nghĩ rồi đó. Thôi, anh nghĩ với em anh là hạnh phúc rồi. Cái phần dư ra của anh á, anh cắt đi. Anh mình ăn, chứ cũng không cần sử dụng cái này. Xong, ông này ông cầm dao lên, bả nói à, thôi cái này cũng được, từ từ ăn. Để em làm lớn lên để ăn cho đủ hai người. Đúng rồi, nó cãi lại bắt từ từ để em làm cho nó lớn lên rồi cho đủ khẩu phần ăn rồi đó. Rồi, mấy bạn cho một mẫu thực kế thì phải đúng. Rồi, qua phần 7. Hay quá. À, em ăn hồi mấy giờ? Chưa ăn gì. Em chưa ăn gì hết. Đúng là khô máu rồi.
lý do tôi nói là tôi hỏi ăn chưa, tại vì nó có cái một cái khó nữa đó. Nhưng mà bạn đó, ví dụ như nó đây là bạn ăn xin gâm này, đúng không? Nên trong bụng bạn toàn hơi không à? Thật sự nè, dù không ăn nhưng mà mình đụng nhẹ nhàng hơi, chính khi mình cứ nuốt hơi vô bụng nha. Thôi nghĩ ra đây đi. Thứ muốn mình đợi vô này. Thứ sáu mình còn mày. Thứ sáu tôi cũng mệt. Thứ sáu sẽ là hướng dẫn cái phần tụy và tôi sẽ giảng cái bài mấy bạn cố gắng đi đúng giờ ha. Thứ sáu thì mình còn nhiều tiết mục. Thứ sáu sẽ giảng thêm bài phần siêu âm